Sammāsambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa lớp, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 29, bài ngữ pháp Pali về phân từ thụ động, Passive Participle. Thì trong phân từ thụ động này, chúng ta học tìm hiểu về các cái hình thức trong câu Pali thể bị động, mà trong kinh văn chúng ta sẽ thấy rất nhiều về cái hình thức này. Ví dụ như pháp được thuyết bởi Đức Phật, đó là hình thức thụ động, bị động, hay còn gọi là ở sách thì đề bị động, sách thì đề thụ động. Thì hình thức ngữ pháp này chúng ta thấy là ở thì hiện tại. Chúng ta ôm lại một chút về về cái thì hiện tại, thì chúng ta thấy là trong một cái động từ ở đây, trong câu này chúng ta thấy một động từ gồm có ba phần, là động từ căn, đây là chữ bát, bát là động từ căn, tiếng Anh mình đây là chữ cook, là nguyên nguyên thể, động từ nguyên thể, rồi cộng với phần thứ hai. Yếu tố thứ hai là động từ tướng. Thì lớp mình đã học bảy động từ tướng rồi đúng không? Trong bảng ngữ pháp thì chúng ta thấy là bảy động từ tướng, đây là đệ nhất động từ tướng A. Rồi chữ tiết là đuôi vị ngữ của động từ. Đuôi vị ngữ của động từ, động từ ở đây là cái đuôi này chỉ hiện tại ngôi ba số ít, thì nó ra cái động động từ, một cái từ hòa, một cái động từ hoàn chỉnh là Paccati, là có nghĩa là nấu. Ở ngôi ba số ít thì hiện tại cái đuôi tiếng này. Thì bây giờ qua cái hình thức là bị động thì chúng ta cũng cộng. Ở hình thức bị động thì thay vì động từ tướng là A thì chúng ta cộng là động từ tướng ở đây là chữ giá hoặc là y giá. Thì ở đây ban đầu nó là chữ giá, thì chữ pass cộng với chữ giá cộng với ti, thì chữ giá giữa hai cái nguyên phụ âm cuối của chữ pass là chữ trà cờ, và gặp với chữ già giờ, thì hai phụ âm gặp nhau. Thì theo cái luật sanh đi, cái luật ngữ pháp Pali thì nó biến đổi thành là chờ chờ cho nó dễ đọc, hình thức cho nó dễ đọc, thì nó trở thành là Paccati. Paccati là có nghĩa là được nấu, bị nấu, cơm được nấu hay là cái gì đó bị nấu, thể bị động hay là thụ động. Hình thức thứ A2 chúng ta thấy là chữ Pas là động từ căn, cái động từ căn ban đầu cộng với chữ Iya và cộng với chữ tí. Thì khi cộng với y gia thì ở đây thì chúng ta trở thành là bát chì gia tí, cũng có nghĩa là được, bị nấu, được nấu. Thì như vậy để trở thành một cái động từ thể bị động hay là thể passive thì chúng ta chỉ cộng là động từ căn cộng với gia hoặc y gia hoặc y giá, và động với cái vị ngữ của động từ, tức là cái đuôi của động từ. Như vậy thì chúng ta thấy là để trở thành một động từ thì nó thêm bị động, chúng ta thêm gia hoặc y gia hoặc y gia. Ví dụ thứ nhất, câu nào câu số 1 chúng ta thấy vanita,
Vanita là người phụ nữ. Người phụ nữ thì ở đây là danh từ nam tánh, xin lỗi, danh từ nữ tánh với ký hiệu là chữ S là nữ tánh, với cái đuôi, nguyên âm đuôi là à, với nguyên âm à, a dài. Thì chia ở cách một số ít, chia cách một số ít singular, làm gì làm chủ, chia cách một tức là chia làm chủ từ trong câu, làm chủ từ trong câu. Và động từ là bát cha tí là nấu, nấu gì, nấu cơm. Ô đa năng, ô đa năng là chia ở cách hai, đây là danh từ nam tánh tận cùng bằng a ngắn, nguyên âm a ngắn, và chia cách hai nên chữ a này đổi thành chữ ăn ở số ít. Thì nghĩa nguyên câu này, Vina Vanita Odanang Bát Cha Tí, có nghĩa là người phụ nữ nấu cơm, người phụ nữ nấu cơm. Thì động từ ở đây, động từ chính trong câu này là Bát Cha Tí, là nấu, ở thể năng động, Acti là năng động. Chia ở ngôi ba, ngôi ba vì chủ từ là Vanita là ngôi thứ ba số ít. Sang câu bị động, câu thứ hai chúng ta thấy thì chữ Vanita này, Vanita này chia thì cách hình thức chuyển từ câu chủ động sang câu bị động chúng ta thấy thì là cơm, ô đa năng là chủ, là túc từ chia cách hai trở thành chia cách một, thì ô đa năng chuyển thành là ô đa nô là cơm. Cơm như thế nào? Được nấu. Ba chi gia tí là được nấu, là hình thức bị động của động từ bát, bát cha tí này, hoặc là đó, hoặc là bát cha tì, bát cha tì cũng cũng đồng nghĩa, nhưng mà thường thì chúng ta thấy cái hình thức này nó nhiều hơn. Cơm được nấu bởi người phụ nữ Vani già tà, Vani tà giá, chia cách ba số ít. Như vậy để đổi từ câu chủ động sang câu bị động thì túc từ cách hai chuyển thành cách một, chủ từ cách một Vani tà chuyển thành cách ba, và động từ năng động ba cha tí chuyển thành động từ bị động ba chì gia tí hoặc bát cha tí. Như vậy là chúng ta đã biết được cái hình thức chuyển đổi trong câu chủ động sang câu bị động. Thì câu hỏi đặt ra là thế nào? Tại sao phải chuyển câu bị động? Vì ở đây trong câu chủ động thì mình nói thường, thông thường là ở cơ người phụ nữ nấu cơm, nhưng mà để câu bị động là muốn nói lên, nhấn mạnh cơm được nấu, nhấn nhấn mạnh lên cái cơm mà được nấu bởi ai? Bởi người phụ nữ, muốn nhấn nhấn mạnh lên. Ví dụ như Đức Phật thuyết pháp là câu chủ động, nhưng mà muốn nhấn mạnh cái pháp, muốn emphasize, để muốn nhấn mạnh để cho mọi người chú ý hơn hả, và để ý hơn, và muốn nhấn mạnh cái Dhamma là pháp, thì pháp được thuyết giảng bởi Đức Phật. Tại vì khi chúng ta thấy là pháp muốn nhấn mạnh để mình làm cho nổi trội lên, pháp này được giảng bởi ai, thì pháp được giảng bởi Đức Phật, nó là như vậy. Thì cơm này nấu bởi ai? Cơm này được nấu bởi người phụ nữ. Thì ở đây hình thức tiếp theo chúng ta thấy quá khứ bị động. Hồi nãy là hiện tại, câu 1 này chúng ta thấy là ở thì hiện tại, vì cái đuôi biến cách này là tí là thì hiện tại. Bây giờ sang thì ở quá khứ thể bị động, chúng ta có ba thể chính là quá khứ, hiện tại, quá khứ và tương lai. Thì ba cái thể thì này, ba thời, ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai đều có thể chia ở bị động. Thì chúng ta thấy thời bị động ở quá khứ như thế nào, thì cũng là động từ căn, đúng không? Động từ căn cộng với ija. Thì ở đây là chúng ta ôm lại cái động từ quá khứ đây, chúng ta thấy thì quá khứ
quá khứ đơn thì chúng ta chia như thế nào? So te toan tum he a hăng ma giang là ba ngôi làm chủ từ. Tương tự có động từ chia theo chủ từ thì so thì là ở quá khứ thì là y. Ban đầu mình lấy cái thể ban đầu với cái màu này đi. So là chia y. Đuôi biến cách của động từ là y. Rồi te đuôi biến cách của động từ ở thì quá khứ đơn là rồi toan là y, tum he là ít tha, a hăng im ma văn mà hà. Ví dụ như xô bát cha tí là o vị ấy anh ấy nấu cơm ở thì hiện tại, nhưng mà anh ấy đã nấu cơm tức là thì quá khứ thì là chữ chữ này đổi thành chữ y, chữ ti này chuyển thành chữ y là xô bát chì anh ấy đã nấu cơm, hoặc là xô bát chì anh ấy nấu cơm, hoặc xô a bát chì. Cái hình thức lớp mình coi lại cái hình thức quá khứ đơn thì ban đầu nó là y, xô là chữ đuôi là y, chủ từ là t thì chữ đuôi là chủ từ là toan thì đuôi biến cách động từ là y, và tum hê là ít tha, á hăng là im, mà ma văn là mờ hà. Đây là cái thể ban đầu đơn giản. Còn đi xa hơn và chi tiết hơn và nâng cao hơn thì chữ xô này có thêm cái đuôi biến cách là y, và t có từ thêm cái đuôi là và im xuống. Nên là ban đầu mình thuộc cái cơ bản trước rồi sau mình thêm những cái trường hợp đặc biệt, và nó còn nó ít xảy ra nhưng nó có. Toan là y, ví dụ như toan bát chì được mà toan bát chô vẫn được, là anh bạn ấy nấu đã nấu. Tum hê là ít tha, rồi á hăng là im, mà mái văn thì có mờ hà rồi mờ hát, a dài hoặc a ngắn đều được. Thì như vậy là ở thì quá khứ chúng ta có thì quá khứ đơn là như vậy. Bây giờ chuyển qua thì ở chuyển qua thì chúng ta thấy là quá khứ ở thể bị động thì nó trở thành là ba chì ha. Ba chì là đầy và cộng thêm giá nữa thì là ba chì y gia, và cái y nãy là động từ quá khứ chúng ta thấy y gia thì nó thành là ba chì gì, có nghĩa là được nấu, đã được nấu, đã được nấu, ai nấu ngôi thứ ba số ít, tại vì đây là chữ y là ngôi ba số ít. Mình vô ví dụ là vani tà giá bởi người đàn bà cách ba số ít, ô đà nô cơm ba chì gì, ba chì gì được nấu, đã được nấu, cơm đã được nấu bởi người phụ nữ, cơm đã được nấu bởi người phụ nữ. Chỉ đây là động từ chính chia ở thì quá khứ bị động, nói về nó đã xảy ra trong quá khứ. Rồi đến tương lai thì tương lai chúng ta thấy là động từ ở bị đại chủ động thì chúng ta thấy past cộng với lại tí anh tí xí thá mí má là hiện tại, rồi mình thêm chữ ít xa phía trước, ít xa tí là tương lai. Ví dụ như past ít xa tí là sẽ được nấu, sẽ nấu, sẽ nấu. Bây giờ sẽ được nấu thì mình thêm trước cái chữ is động từ cuối của động từ is xa tí thì chúng ta thêm chữ y gia, gia y gia, mà ở đây thì là thêm chữ y gia thì nó trở thành là bát chì is xa tí, là sẽ anh ấy sẽ ở gì cơm sẽ được nấu bởi anh ấy. Vì sao chúng ta biết là ít xa tí là ngôi ba số ít, chủ từ là được hiểu ngầm là anh ấy bị ấy ngôi thứ ba số ít, thì cái gì chúng ta nhìn vào đây là thể bị động, nên là ở câu này vani tà giá là bởi người phụ nữ ô đà nô là cơm, ba chì giết xa tí, ba chì giết xa tí là được
đã được nấu, sẽ được nấu, xin lỗi, sẽ được nấu. Thì cơm sẽ được nấu, cơm Odano là chủ từ, cơm Bacigli Sati sẽ được nấu bởi người phụ nữ Vani Tà Giá. Vani Tà Giá này được từ cái danh từ là Vanita cộng với Ài Giá là ngôi, ngôi ba số ít, chia ở thể là xước xứ cấp ở ngôi ba số ít. Nó hơi hơi khó cho các bạn nào mà chưa có ôn lại mấy bài cũ ha. Ôn lại gì? Ôn lại thì hiện tại nè, chúng ta nhớ thì hiện tại, để ôn lại tí xíu cho các bạn là thì hiện tại chúng ta thấy là chữ xô tê toan tương thế á hăng là ba ngôi làm chủ từ, ngôi thứ xô là anh ấy, vị ấy, hoặc là ngôi thứ ba số ít, rồi tê là các anh ấy, các vị ấy, hoặc là họ, có nghĩa là vậy ha. Ngôi hai thì là toan, toan là bạn, rồi tương thế là số nhiều là các bạn, á hăng là tôi, là con, má văn là chúng tôi, chúng con. Thì tương tự, đây là chủ từ thì nó có động từ tương đương, thì chúng ta nhớ là thì hiện tại là gì, nếu mình đã học rồi, tí, anh tí, xí, là tí là cái đuôi cuối, là tí, anh tí, xí, thá, mí, má. Động từ ở đuôi của tương lai thì nó thêm chữ ít xà vào, nó ít xà tí là sẽ nấu. Ví dụ như bát cha tí là anh ấy nấu, rồi anh ấy sẽ nấu, thì tương lai thì chúng ta chỉ thêm chữ ít xà phía trước chữ tí, ít bà xô bát chít xà tí là anh ấy sẽ nấu. Rồi thì quá 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 khứ thì chúng ta thêm y vô, để y đây, y đây, y hoặc y đều được, nhưng mà phổ biến thì là y, là bát chì, xô bát chi hoặc là bát chì đều được, anh ấy đã nấu. Nó là vậy. Và tất cả trong thì quá khứ, tất cả trong thì quá khứ có thể thêm chữ tiền tố A phía trước để biểu hiện là dễ dàng nhận dạng của thì quá khứ. Tất cả sáu cái từ này, sáu cái thờ, cái ba ngôi số ít và số nhiều này thành sáu đều có thể thêm chữ A. Thì các bạn xem thêm bài qua chia của động từ quá khứ đơn ha. Và trong hiện tại, tương lai và quá khứ đều có thể chia ở thể bị động hết, và chúng ta thấy như vậy. Đây, chúng ta vừa mới học xong là tương hiện tại, quá khứ và tương lai. Bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo là hiện tại phân từ năng động, năng động thể. Hiện tại phân từ là tương đương tiếng Anh mình là present participle, là chỉ cho hành động đang xảy ra, cái gì đang được xảy ra, trong khi làm gì đó, đang làm gì đó, hoặc khi làm gì đó nhưng nó chưa chưa kết thúc mà nó đang được diễn ra. Tương đương với tiếng Anh mình gọi là gì? Hiện tại phân từ, present participle. Thì hiện tại phân từ ở thể năng động, năng động khác, bị động khác, chúng ta có năng động thể tức là active đó, còn bị động thể là passive ha. Thì được, cái hình thức này được hình thành bằng cách thêm vị ngữ thường là anh ta mà na, anh ta anh en en ta mà na vào động từ căn hay động từ cơ bản. Tại sao có động từ căn và động từ cơ bản? Chúng ta nhìn vào ví dụ là hiện tại phân từ hình thức cộng là động từ cơ bản, thường thì nó vô động từ cơ bản. Động từ cơ bản là động từ gì? Là động từ căn cộng với động từ tướng thì trở thành động từ cơ bản. Ví dụ như bát cha là động từ cơ bản, thì cộng với cái đuôi, đuôi biến cách, đây gọi là đuôi biến cách của hiện tại năng động thể là anh ta mà na. Ví dụ bát cha cộng với mà na thì trở thành cái câu là bát cha mà na, có nghĩa là đang nấu, cooking tiếng Anh, cooking, hoặc là while cooking, trong khi đang nấu, hoặc là khi đang nấu. Thì ở thì hiện tại phân từ thụ động hay bị động
Thì nó được hình thành bằng cách thêm gia hoặc y gia vào động từ căn hay động từ cơ bản trước khi thêm vĩ ngữ năng động thể. Trước khi thêm cái đuôi biến cách của cái đuôi của hiện tại phân từ. Ví dụ như chúng ta thấy động từ là bát cha cộng với mana, đây bát cha cộng mana thì nó thuộc về năng động thể là đang nấu trong khi nấu, nhưng mình thêm giữa trước khi cái đuôi vị ngữ cái phần cuối mana này hoặc là anh ta thì chúng ta thêm cái chữ y gia, nghĩa là từ hồi nãy giờ chúng ta thấy chữ gia y gia hoặc y gia là thể bị động, mà chữ thể bị động này được thêm trước cái phần đuôi của động từ đuôi của động từ đó là hiện tại quá khứ hoặc tương lai hoặc là hiện tại phân từ đều được, thì nó trở thành là bát chì gia mà na đang được nấu. Giờ chúng ta nhìn vào cái bản tóm tắt ở các thầy ha. Thì động từ ở thì hiện tại ngôi ba số ít bát cha tí là nấu, thì động từ căn là bát cộng với động từ tướng là a cộng với động từ vĩ đuôi của động từ hay là vĩ ngữ động từ là tí, thì nó trở thành là bát cha tí, là bát cha tí đây là đang nấu. Rồi động từ cơ bản là bát cha, thì ở đây xin giải thích thêm một chút, động từ cơ bản này nhìn trông có vẻ giống như động từ căn, thì có hai cách viết đối với ngữ pháp truyền thống cổ. Ngữ pháp cổ Pali thì người ta viết nguyên là bát cha, nhưng hiệp trong ngữ sách ngữ pháp hiện đại thì người ta bỏ nguyên âm a. Chúng ta nhớ nguyên âm a thì ở chúng ta nhớ một nguyên tắc rằng Pali không có tận cùng bằng phụ âm mà nó luôn luôn tận cùng bằng nguyên âm. Nhưng tại sao trong cái thiệt nhưng mà đặc biệt trong cái căn, tức là cái từ nguyên gốc, cái từ ban sơ của một động từ thì đúng là nó ghi bát cha, nhưng khi nó cộng với động từ tướng, chúng ta có 7 động từ tướng, có sách thì có ghi 8 động từ tướng mà nó thêm chữ nhà vào, mà các bạn coi thêm bài động từ ha. Thì cái động từ tướng này cũng là chữ A, động từ đệ nhất động từ tướng là chữ A. Thì khi mà có động từ tướng, khi thêm động từ tướng thì nguyên âm cuối của động từ căn được tỉnh lược. Do đó mà sách ngữ pháp hiện đại của Bali, ngữ pháp Bali thì người ta bỏ luôn. Vì trước cũng bỏ, sau cũng bỏ, khi nó hình thành với động từ tướng và đuôi vị ngữ của động từ thì nó lại bỏ cái nguyên âm cuối, do đó mà những sách ta bỏ luôn, ta không có ghi. Thì chúng ta thấy nó trở thành là bát cha này là bỏ nguyên âm cuối a này mà thêm động từ tướng a là đệ nhất động từ tướng và nó trở thành bát cha. Như vậy khi này gọi là động từ cơ bản mà tiếng Anh gọi là base hoặc là storm, còn này gọi là cái động từ tướng gọi là root. Và nguyên cái antamana được gọi là vĩ ngữ của hiện tại phân từ. Và tiếu đối với thụ động thì chúng ta thêm chữ ija phía giữa thì nó trở thành là động từ hiện tại phân từ bị động. Thì nghĩa là bát cha tí là nấu, bát chan ta là đang nấu, bát cha mà na là đang trong khi nấu, bát chì gia mà na là trong khi bị nấu hoặc trong khi đang được nấu. Bahara tí là đánh, Baharanta là hoặc là Baharamana là đang đánh và Bahariya mana là đang bị đánh. Gachati là đi, Gachanta là đang đi, Gacha mana đang đi, Gachiya mana đang được đi, đang bị đi. Thì nghĩa bị động. Desiti là giảng, Desemana, Desenta là đang giảng, Desiya mana đang được giảng. Gachati là nói, Gacha Vachanta là đang nói, Vachamana đang nói,
Đến nghĩa bị động là vuchamana, đang được nói hay đang bị nói. Ở đây chúng ta ôn lại một chút về động từ. Hiện tại phân từ của antamana, ví dụ gacchati là đi, thì trong cái chữ đi này ở Pali chúng ta nhìn vào cái đuôi cuối, cái phần cuối tức là chữ tí này, nó thể hiện được, chữ tí này nó thể hiện được gì? Mặc dù có khi là chủ từ được tỉnh lược không viết ra, nhưng ở ngữ pháp Pali chúng ta nhìn vào cái phần đuôi cuối của động từ thì nó sẽ đuôi cuối của động từ thì nó sẽ được thể hiện gì? Thứ nhất là chữ tí này sẽ ở ngôi thứ ba. Chúng ta có ba ngôi, ba ngôi một, ngôi hai và ngôi ba, và có hai số là số ít và số nhiều, và có ba thì là thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Thì ở đây chữ tí này nó thể hiện là đuôi là số, số ít, ngôi là ngôi ba, và thì là thì hiện tại. Rồi khi mà trở thành là gacchanta hoặc gacchamana là thêm cái đuôi antamana vào thì nó trở thành là hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ, khi trở thành hiện tại phân từ thì nó tương đương với một danh từ hoặc tính từ. Danh từ và tính từ ở Pali thì nó có biến cách theo 8 biến cách. Bây giờ nó đã trở thành là nó tương đương với charan của mình đó, tiếng Anh đó. Ví dụ như nó gốc từ động từ, nhưng mà khi nó chuyển qua charan thì nó là danh từ chứ nó không còn là động từ. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy là chandamana thì nó là số, số ít, và ngôi, nó cũng chuyên ngôi, và nó có thì và nó có biến cách nữa nên nó hơi khó. Biến cách thì có 8 biến cách giống như một danh từ, và nó biến cách thì khi biến cách thì nó giống như nếu mà chanta, Gacchanta hoặc là Gacchamana thì nó có biến cách giống như là danh từ nam tánh tận cùng bằng bằng a ngắn, nên giống như chữ Nara hoặc là Buddha, Dhamma hoặc là Nara, Purisa, vân vân, là danh từ nam tánh. Và khi nó có tánh rồi, ở đây là có ba tánh, gender là ba tánh, nam tánh, trung tánh và nữ tánh. Vì sao nó có ba tánh? Là vì khi mà nó đứng trước một, thường là những từ này, hiện tại phân từ nó đứng trước một danh từ khác để bổ nghĩa cho danh từ đó. Ví dụ người đàn ông đang đi, người đàn ông đang nấu, hoặc người phụ nữ đang đi, người phụ nữ đang nấu, vân vân. Thì như vậy nó đứng trước một cái danh từ nam tánh thì nó phải biến cách theo nam tánh, mà nam tánh là chữ Nara, và nữ tánh thì nó là Vanita, và trung tánh thì nó biến cách giống như Nayana là con mắt, Nara là con người, Nayana trung tánh là con mắt của mình đó, và Vanita là người phụ nữ. Để chi? Để nó bổ nghĩa cho danh từ đi theo sau nó. Và nếu nó đứng một mình thì nó mang tính là danh từ, thì khi mà một danh từ thì nó cũng cần phải có ba tánh, nó là như vậy. Để vô phần này thì nó hơi khó, mà không sao, chúng ta cứ từ từ, từ từ chúng ta hiểu. Thì tiếp theo thì chúng ta so sánh, ví dụ bát cha tí là nấu, rồi hiện tại chúng ta thấy là hiện tại ở thì bị động, ba chì gia tí là được nấu, ba chì gia tí mà thì hiện tại tiếp diễn, present participle, thì là ba chì gia mà nà đang được nấu, ba cha mà nà đang được nấu. Ví dụ ba ha ra tí là đánh đập, là ba ha ri gia tí bị đánh bị đập, Bahariya mana là đang bị đánh, đang bị đập. Ví dụ Vachati là nói, nó trở thành quá khứ. Thì Vachati thì động từ căn là Vach, Vach, rồi cộng với ya là thể bị động.
và cộng với tí, thì khi cộng với động từ tướng gia thì cái động nguyên âm cuối a của động từ căn được tỉnh lược, và khi tỉnh lược thì là chờ và gia, hai phụ âm chờ và giá nó trở thành chật double chờ chờ cho nó dễ đọc, nó trở thành vút cha tí là được nói, mà cộng với vút cha tí. Đây là hình thức passive bị động. Nhưng mà nếu với hình thức hiện tại phân từ bị động thì là nó trở thành vacha cộng với iya cộng mana, thì nó trở thành vachiya mana, đang được nói, đang được nói, đang được bảo, hoặc là vuccha mana nếu là iya, hoặc nếu ya thì nó trở thành vuccha mana, đang được nói, đang được bảo, đang được. Đến quá khứ thì quá khứ phân từ thì chúng ta thấy đuôi biến cách là ta na, chữ chữ ta na, thì ở bị động chúng ta thấy thì ra cộng thêm là ví dụ như thì bị động thêm vào ta và na vào động từ cơ bản, ví dụ hara tí là mang, mà hara ita harita thì hara cộng với ita cộng với ta, hoặc là ita thì ở đây cộng ita thì chữ a nguyên âm già âm ngắn của hara được tỉnh lược và nó trở thành là harita được mang, Nahā gia tý là tắm, Nahata được tắm, Neti đi, Nita là được dẫn đi, Chà la tý là biết, Nhata là được biết, Bà qua tý là trở thành, Pūta là được trở thành, Sunatī là nghe, Suta là được nghe, Chindatī chặt, Chinna là được chặt, bị chặt, Bindatī là bể, Pinna là bị bể, đê tí hoặc đa đạt tí là cho, Dinna là được cho, Tara tí là vượt qua, Tinna là vượt được vượt qua, Nisida tí là ngồi, Nisina là được ngồi. Đó là những cái ngữ pháp thì chúng ta ví dụ ở cái câu này Tara tí là vượt qua, mà quá khứ phân từ là Tinna là đã được vượt qua, thì trong cái câu này chúng ta thấy Đức Tino là đã vượt qua quá khứ, Sô là ngài, là vị ấy, Bagawa là Đức Thế Tôn, ngài ấy Đức Thế Tôn là ngài đã vượt qua, Tara Naya là cho cái việc vượt qua, Trama là pháp, Desiti là thuyết pháp, tức là Đức Thế Tôn ngài đã vượt qua gì, được hiểu ngầm là vượt qua sanh tử, vượt qua luân hồi, vượt qua những cái sanh tử luân hồi, và ngài giảng pháp Desiti thuyết giảng giáo pháp cho cái việc mục đích là được, cũng để vượt qua Tara Naya, tức là Đức Phật là đã vượt qua và ngài thuyết pháp để cho cái vượt qua. Trong kinh thì nó được hiểu như vậy, là chúng ta hãy vượt qua cái gì, vượt qua sanh tử luân hồi, vượt qua phiền não khổ đau. Do đó mà Đức Phật nói là ta là Đức Phật, ngài là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành nếu chúng ta cũng thực hành theo con đường mà ngài đã tu tập. Cái khó là ngày xưa Đức Thế Tôn là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thầy chỉ dạy, tức là ngài phải tự 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 lực của ngài ngài tu tập. Còn bây giờ chúng ta không phải, chúng ta là nương theo giáo pháp của ngài, đã con đường đã chứng ngộ, và giống như ngài là người khai sơn lập địa, là vạch ra đi đi mà tạo ra con đường, và bây giờ chúng ta ngài chỉ con đường chúng ta, là chúng ta chỉ có việc đi trên con đường đó thôi, thì cái sự vất vả của ngài nó nhiều hơn chúng ta rất là nhiều, giống như ngài đi vô rừng rồi vô núi phá
lập ra con đường, và bây giờ Ngài chỉ ra con đường đó chúng ta đi, đó là giáo pháp. Chúng ta đi đúng con đường đó thì chúng ta cũng sẽ đến nơi vượt qua những cái sanh tử luân hồi. Câu ví dụ Puto là Đức Phật, Tham Măng là giáo pháp, Đề Xê Tý là giảng dạy. Đức Phật giảng dạy hay là Đức Phật thuyết pháp, thì câu này là câu chủ động với chủ từ cách một, động từ là Đề Xê Tý là thuyết giảng ở năng động, và thuyết nhận pháp là cách hai. Thì câu này chuyển qua câu bị động thì chúng ta thấy Nam Măng cách hai chuyển thành cách một là Tam Mô pháp, rồi Đề Xê Tý động từ năng năng động thể ở năng động chuyển thành bị động Đề Xê Tô là được giảng, Buddha Budo cách một chuyển thành Bù Đề Na bởi Đức Phật. Thì câu này là pháp được giảng bởi Đức Phật, câu bị động. Thì công thức của câu bị động chúng ta thấy là cách 3, cách 1 và quá khứ phân từ, quá khứ phân ngồi chia theo gì? Thì động từ này chúng ta thấy Decito chia cách 1 theo gì? Damo Decito chia cách 1 ở Decita, động từ là Deciti chuyển thành Decito. Thì bây giờ chúng ta thấy động từ chính đâu, Decito này chuyển thành là quá khứ phân từ, mà quá khứ phân từ có nghĩa là danh từ, nó thể tính tính chất như bổ nghĩa cho Damo pháp mà được giảng. Thì động từ chính có nghĩa là hò tiếp, chúng ta nhớ là hò tiếp pháp thì được giảng bởi Đức Phật. Giống như to be, mình động từ to be là trong thầy bảo bác si hoặc bị động. Thì ở đây Decito động từ bị động này là Decito đó. Và động từ được chia được hiểu ngầm là hò tiếp. Này chúng ta đã giải thích rồi. Bây giờ qua một ví dụ khác nè, chin đa tí là chặt, như cái cây bị chặt. Rồi quá khứ phân từ past participle là china, china tại sao nó trở thành china là chi chita, động từ can cộng với ina và chữ nguyên âm a này được bỏ nên nó thành là chuyển thành, được bỏ cái tĩnh lược cái chữ đa này nó trở thành là china là đã được chặt. Thì ví dụ Buriso rút khăn chin đa tí, người đàn ông chặt cái cây. Bây giờ là cái cây được chặt bởi người đàn ông Rucco Chino. Thì ở đây China chuyển thành là cách một quá khứ, past participle quá khứ ở chia cách một theo chủ từ cây thì được chặt bởi người đàn ông. Thì động từ được hiểu ngầm nó là gì? Hò tí. Alo, lớp mình là đến đây hiểu không ạ? Khó hiểu quá hả? Lớp có khó hiểu lắm không? Lớp mình còn nghe không ạ? Nam mô Phật, Tây Sơn Giáo Cầu. Hôm nay bài hôm nay hơi khó, mình chịu khó nha, chịu khó lắng nghe và phân từ khả năng cách. Thật sự thì sư cô sẽ cho những bài tập để quý vị làm thêm, chứ còn nghe không không hiểu không nhớ hết đâu, phải làm bài tập thì nó mới nhớ. Do đó là sư cô sẽ gửi bài tập vào group nha, mình tự làm. Làm xong rồi sư cô sẽ có bài giải. Chứ còn học lý thuyết không mà mình không ứng dụng thực hành hoặc làm bài tập thì nó cũng khó cho mình, khó nhớ lắm.
Phân từ khả năng cách được hình thành bằng cách thêm vị ngữ tắt ba ania vào động từ căn hoặc động từ cơ bản để diễn tả đạt cái ý trong bị động hoặc thụ động. Thì những từ này chúng ta thấy là tắt ba ania hoặc là gia. Gia là tính lược của chữ ngắn gọn, có nghĩa là được, bị, mà chữ tát ba a ni da là đáng có. Thì chúng ta thấy tát ba a ni da không phải là cái gì đó nên làm, đáng làm, nó tương đương với should, mà thêm chữ da nữa thì là be, should be done, nên được làm, tiếng Anh là vậy, nên được làm, đáng được làm, mà nghĩa bị động. Thì khi mà nó trở thành nghe động như thế này, phân từ khả năng cách feel hay gọi là future participle, past participle, đấy, chúng ta là hiện tại, là quá khứ, giờ đến tương lai. Tương lai thì bị động, thì tương lai bị động như thế này thì nó trở thành như một danh từ, tính từ, danh từ, và nó có biến cách. Thì nó biến cách giống như những gì mà nó nam tánh, nếu nó chia theo nam tánh thì nó giống như nam tánh, anh chữ Nara, nếu nó chia trung tánh là Nayana, là con mắt, mình mới chia theo tánh. Achati là nấu, như Pachitapa hoặc là Pachaniya Aniya hoặc là tát ba đuôi biến cách, thì nó có nghĩa là nên được nấu, đáng được nấu, thích hợp, đúng để nấu. Ví dụ như vanita odanang pachati, người đàn bà cơm, thì đây là cách một rồi. Cách hai và động từ thì hiện tại chỉ ngồi bạn là nominative verb. Rồi bây giờ ở thì bị động mà năng động mà thể tương lai, tương lai thì là vanita giá, cách 3, vanita cách 1 chuyển thành cách 3 là à giá, bởi người đàn bà, bởi người phụ nữ. Rồi ô đa năng là cơm, thì ô đa năng chuyển thành ô đa nô, cách 1 số ít cơm. Bachi tapo là được nấu, đáng được nấu, nên được nấu, cơm nên được nấu bởi người đàn bà. Thì giờ ví dụ con người, tại sao nó có nên được nấu? Ví dụ như giờ đến giờ cơm rồi thì nên, cơm nên được nấu, mà được nấu bởi ai? Bởi người đàn bà hoặc bởi một người nào đó. Cơm nên được nấu, đáng được nấu, thích hợp để nấu, giờ đến giờ cơm rồi thì mình nên được nấu. Để chúng ta ví dụ cà rốt tí là làm, cà tắc bà là đáng nên làm, rắc ha tí là bảo vệ, rắc khi tắc bà là đáng nên được bảo vệ. Cà rốt tí là cái đuôi, là tắc bà aniya hoặc gia, là tương lai phân từ bị động. Karoti là làm, Karaniya là Ariya, thì đáng nên được làm. Vachati là nói, Vachaniya đáng được nói, nên được nói. Deti là cho, Deya là nên được cho, Chanati là biết, Neya nên được biết. Thì như vậy chúng ta cũng đã thông qua cái này, chúng ta tham khảo thêm ha. Đến phần này nó hơi khó. Thì ở đây tắp ba được dùng phổ biến trong ba cái thể tắp ba aniya và da, thì là tắp ba được phổ biến rất là nhiều trong kinh. Chúng ta sẽ đọc cho thấy cái đuôi tắp ba rất là nhiều, diễn tả bị động, do đó thỉnh thoảng nó được gọi là vị tương lai phân từ bị động. Và khi mà nó trở thành tương lai hiện tại phân từ hoặc là tương lai phân từ thì nó có 7 cách như là một danh từ, trừ cái cách thứ 8 là không có chia thôi.
và nó có ba tánh, tức là nam tánh, nữ tánh và trung tánh. Vì sao? Vì nó giống như một danh từ và nó có hai số, đó là số ít và số nhiều. Thì vị lai phân từ bị động đôi khi có nghĩa ở thể mệnh lệnh hay là khả năng cách, tức là ra đền, bạn nên làm cái này, bạn nên làm cái kia, vân vân. Ví dụ như Thubbo Ca Tát Bồ, Thubbo là tháp, là chùa, chùa thì nên được xây dựng. Thì ở đây động từ đâu? Động từ là hò tí. Ca Ca Tát Bồ, Ca Tát Bồ từ nghĩa từ là ca caro tí chuyển thành tương lai phân từ bị động là Ca Tát Bồ. Chùa nên được xây dựng, chùa nên được xây cất. Ví dụ như Sô Bát Tăng Pun Cha Tí là anh ấy ăn cơm. Giờ nó là cơm nên được ăn bởi anh ấy. Giờ hỏi anh ấy, hỏi là nên ăn cơm không? Mình nên, anh ấy nên được ăn cơm, anh ấy nên ăn cơm, nghĩa là vậy. Thì đây Tê Nát Tham Mô Út Găng Hi Táp Pô, thì đây là pháp mà. Chủ từ thì sao? Nên được học bởi bởi anh ấy. Pháp nên được học bởi anh ấy, muốn nhấn mạnh cái pháp, muốn nhấn mạnh cái pháp. Pháp thì nên được học bởi chúng ta, bởi chúng tôi, hoặc là bởi anh ấy, vân vân. Rồi như vậy thì chúng ta đã học xong cái phần ngữ pháp, ta đang học vừa xong cái phần ngữ pháp của bị động hiện tại quá khứ tương lai. À, xin hỏi lớp là có hiểu bài không ạ? Xin hỏi lớp mình có bài hôm nay. Thì ở đây thì chúng ta học online nên là nó không có viết trên bảng. Đôi khi nó cũng các bạn phải theo dõi, và được cái là mình lưu lại, mình có thể nghe lại. Đó là cái lợi, nhưng mà cái bất lợi là mình không có tương tác á. Hiện giờ hỏi lớp mình có câu hỏi gì không? Rồi cái bài học ngày hôm nay, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào ứng dụng. Lớp có câu hỏi có gì không ạ? Hello. Có hiểu bài không ạ? À? Giải thích như bài lớp mình có hiểu không? Nó hơi khó ha. Mình về coi lại trong tài liệu. Thì một chút nữa thì mình sẽ ứng dụng. Sau lớp mình có thắc mắc gì xin giơ tay. Để điểm nào chưa rõ sư cô giải thích lại. Thì cái một trong những cái ngữ pháp khó của Pali là thể bị động, động ở các ngôn ngữ khác tiếng Anh cũng vậy. Bị động nó hơi khó hơn là thể năng động. Nhưng mà đôi khi trong kinh văn thì chúng ta thấy nó được dùng rất là nhiều. Nên chúng ta cũng phải học. Nếu không thắc mắc gì thì chúng ta sẽ lao 10 phút nha. Rồi sau đó chúng ta học lại. Đó mình dễ làm. Xin mời lớp của chúng ta mình tiếp tục ứng dụng. Hôm nay mình học cái bài Itthadhammasutta trích trong Anguttara Nikaya 10.
tức là trong cái Tăng Chi Bộ Kinh. Chứ trong Anguttara Nikaya, tức là trong nhóm 10 pháp, thì bài kinh là Ittha. Ittha là Dhamma Sutta. Ittha là nghĩa gốc của nó là làm cho dễ chịu, làm cho thích thú. Những Dhamma là cái pháp, những cái pháp, những cái gì pháp đây là những cái điều chứ không phải là pháp là giáo pháp nha. Chúng ta nhớ là chữ pháp nó có rất là nhiều nghĩa, mà tiếng Anh dịch là things, là những cái điều, những cái sự việc. Mưa ở đây làm cho mình dễ chịu, làm cho mình thoải mái, làm cho mình thích thú, mà ai cũng thích, ai cũng gần như mọi người cảm thấy đều mong muốn, mong đợi. Sutta là kinh, nên bài kinh có nghĩa là khả lạc. Chúng ta vô chánh kinh. Dasa-yime. Dasa-yime được kết hợp bởi hai từ là dasa là 10, yime là này, 10 cái điều này. Là chia ở số nhiều, ngữ pháp chia ở số nhiều. Cách 1. Pikhawe, từ cái chữ bhikkhu chia cách 8 số nhiều trở thành bhikkhawe, này các tỳ kheo. Khi mà Đức Phật trước khi giảng pháp thì ngài thường dùng hô cách để gọi các thính giả, cũng như là này các tỳ kheo, hoặc này Ananda, vân vân. Sư đồ nói bình thường. Dhamma là pháp. Dhamma 10 cái pháp này, này các tỳ kheo. Ittha, Ittha là những gì dễ chịu, khả lạc, đưa đến sự vui vẻ, đưa đến sự thoải mái, đưa đến sự mong đợi. Ittha là chia cách một số nhiều, làm tính từ và chia trong câu, và động từ được hiểu ngầm đó là hon tí thì. Mười pháp này thì nó làm cho mình dễ chịu. Khan tà, khan tà là vui vẻ, khả hỷ. Manapa, manapa là làm cho khả ý, tức là làm cho thoải. Cũng ba từ này nó cũng nghĩa nó gần gần, khả lạc, khả hỷ, khả ý, tức làm cho vui vẻ, hoan hỷ, dễ chịu, mong mà mong đợi, mong muốn. Dulapa, dulapa là hiếm hoi, khó, hiếm hoi, khó được, khó tìm. Lokasmin, loka là đời, là thế gian, cuộc sống. Asmin là biến các thứ bảy số ít, có nghĩa là ở trong đời, trong cuộc sống, trong thế gian này, trong cuộc đời này, nó hiếm có, hiếm tìm được, khó khăn trong cuộc đời này. Thì nghĩa là cái câu này, này các tỳ kheo, mười pháp này mà nó đưa đến làm cho mình khả lạc, hoặc có đem đến sự vui sướng, dễ chịu, khả hỷ, đem đến sự hoan hỷ, khả ý là đem đến sự vừa lòng vừa ý, mà nó khó tìm được ở trong đời. Các tamê đà sát, những gì là mười, những gì là mười, mười đó là gì, mười pháp đó là gì. Thì cái lối văn mà Pali ngày xưa Đức Phật dùng, chúng ta phải hiểu là khi mà đưa ra như vậy rồi sau ngài hỏi lại để làm cho người 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 nghe, người đang chú tâm
để ghi nhận, nhớ, dễ nhớ. Vì ngày xưa là không có giấy bút mà không có phải như lớp, như hay là chúng ta có thể văn nói, không có viết lại, không có giấy chữ bút viết lại, không có ghi âm ghi hình, nên là chúng ta chỉ nghe qua là, nên là thính giả phải đọc đi lặp lại theo để mà ghi cái sự chú ý và dễ nhớ. Nên là các pháp nê đa xa, tức là 10 pháp đó là gì? Câu số 2 chúng ta thấy Vô ga ít tha can tà mana pa đưa là bà lơ. Thì lối văn chúng ta thấy 10 cái câu đều lặp lại như vậy, nên là ngữ thật ra Bali rất là dễ nếu chúng ta chịu có đầu tư bỏ thời gian và học, thì một thời gian chúng ta sẽ thấy nó dễ lắm, vì lối văn đơn mà, lối văn nói mà nó đơn giản. Poga là tạ đầu tiên là cái gì, là tài sản. Poga là những gì mà chúng ta sở hữu. Poga là tài sản, là những gì chúng ta sở hữu. Ít tha làm cho khả lạc, khả hỷ, khả ý. À, dulapa mà khó tìm ở trong đời. Đầu tiên là tài sản. Trong 10 pháp mà làm cho được vui vẻ, làm cho chúng ta thích thú, hài lòng, dễ vui sướng, hoan hỷ và khó tìm ở đời, đầu tiên đó là gì? Là tài sản. Thì tài sản ở đây là chỉ cho những gì? Những thông thường nói đến tài sản thì chúng ta nghĩ đến là những gì của cải vật chất, nhưng mà ở đây tài sản đúng là cái nghĩa ban đầu là tài sản là như nhà cửa, tiền của vàng bạc, những cái thất bảo kia, xà cừ mã não san hô, có những gì quý báu ở thế gian mới gọi là tài sản, đúng không? Tài sản là những gì quý báu, những gì không có giá trị đâu gọi là tài sản. Thì đầu tiên là những gì sở hữu, chúng ta sở hữu những gì có giá trị, nhà cửa xe cộ, thì đó là tài sản về vật chất. Những gì mà chúng ta sở hữu có được và nó giúp cho chúng ta trong cuộc sống này, về cơm ăn áo mặc, chỗ ở, nhà nhà cửa, thuốc men và sự sống hỗ trợ cho chúng ta, đó được gọi là tài sản. Thì những gì mà chúng ta có được nó hỗ trợ cho cuộc sống này, làm cho chúng ta không bị đói khổ, có được căn nhà che, có được chiếc xe phương tiện đi lại, những gì chúng ta có được đó là tài sản. Thì phần lớn nói đến tài sản chúng ta thường nghĩ đến là vật chất, nhưng mà ở trong đây Đức Phật là tài sản về vật chất và tài sản phi vật chất. Thì ngày mai là ngày chủ nhật, sư cô cũng có một cái workshop về mạng đàm, tọa đàm nói về, sư cô giảng về làm sao giảng cho ở
phân bằng ly giới, tiểu phân bằng ly giới thì cho các Phật tử, những người bận rộn, giảng cho những người bận rộn làm sao để bảo vệ phước báo về tài sản. Thì ở đây trong chú giải Đức Phật cũng giải thích về chữ poga. Tài sản không có nghĩa là bao gồm cả tài sản vật chất và phi vật chất. Những gì chúng ta, ví dụ như tài sản thuộc về phi vật chất là gì? Về nội tài, sức khỏe cũng là một tài sản của chúng ta. Sức khỏe thậm chí bây giờ chúng ta thấy nó còn quý hơn tài sản. Bây giờ chúng ta thử nghĩ là nhỡ chúng ta có tiền mà chúng ta bệnh bệnh tật thôi, hoặc là chúng ta bị một bệnh nan y thì tài sản đâu còn giá trị với một người rồi. Hoặc là chúng ta thấy suốt ngày thì chúng ta bệnh rồi, tài sản có tiền của nhiều cũng cũng không còn giá trị, muốn ăn cũng bác sĩ không cho ăn, ăn không được, hoặc là ngủ không yên, thì như vậy tiền của cũng không còn giá trị. Nên là sức khỏe là một cái tài sản, sức khỏe là một tài sản. Và ở đây tài sản chúng ta là ngày trong cái hội thảo và những bài giảng thì sư cô cũng nói làm sao tài sản trong đời này, tài sản trong đời này là những gì mà chúng ta có, đang có được, sở hữu có được, nhưng mà chúng ta thấy tài sản đời này chúng ta dùng, nhưng mà làm sao để đem tài sản qua đời sau, tài sản cho đời sau là tài sản gì? Thì phần lớn chúng ta là những người con Phật, những người đệ tử Phật thì chúng ta biết rồi, tài sản qua kiếp sau là chúng ta phải tạo thiện nghiệp để đem theo, để đem qua qua kiếp sau. Nếu chúng ta chỉ không biết làm phước thì chúng ta chỉ vừa xài và dùng được trong kiếp này. Rồi tài sản làm sao để tăng trưởng tài sản mà nó đem đến an lạc hạnh phúc chứ không đem đến đau khổ và phiền não. Có những tài sản đem đến tiền làm sao, tài sản đem đến phiền não làm sao, tài sản phi pháp, tài sản mà chúng ta làm được mà chúng ta có mà chúng ta cũng sợ hãi, hoặc chúng ta không có hiểu, chúng ta không có được học đạo, chúng ta không có hiểu pháp, nên là chúng ta có nhiều cái chúng ta ngủ không yên, là chúng ta lo lắng. Lo lắng thì nó thất thu, nó hụt, nó bị mất mát, lo lắng là nó sẽ bị phá đi. Thì để giữ gìn tài sản là chúng ta phải có phước, chúng ta phải có một cái phước báo, mà phước thì chúng ta phải làm chứ chúng ta không tạo thì nó phước không có. Nên là để giữ được tài sản là chúng ta phải có phước để giữ. Như là vừa những câu chuyện chúng ta thấy là năm 2015 sư cô có đi qua bên Nepal đó, để mà giúp đỡ những người cái trận động đất rất là lớn ở Nepal năm 2015. Thì từ Myanmar sư cô bay qua bên đó và để đón các phái đoàn ở Việt Nam mình qua. Thì lúc đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam mình cũng 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 có qua ủng hộ. Thì có một số gia đình chúng ta biết là mơ làm cả đời luôn, hai ông bà, hai vợ chồng đó, và có khoảng 5 đứa con, làm cả một đời đến tuổi 50 60 thì gom góp mua được một cái căn nhà ở Kathmandu, mới vừa mua ngày hôm qua trước cái ngày động đất, và mua vô giờ vô ở có một ngày thôi, ngày hôm sau động đất sập sập tan hết, coi như là trở về con số không, thoát được thân thoát mạng không bị chết. Nhưng mà cuối cùng tiền của và căn nhà, chúng ta biết là Kathmandu là một cái thủ đô, là thành phố nhỏ thôi, nó nằm trong thung lũng mà rất là, vì đó là Nepal là một cái xứ mà nó núi giống như Đà Lạt mình, nó lạnh nó mát nhưng mà đất nó vô ngay thủ đô vô cùng là cao. Nên là chúng ta thấy nếu mà chúng ta không đủ phước, chúng ta không đủ phước đó, thì cái tài sản của chúng ta có thể làm
Nên là cái giữ gìn được tài sản là chúng ta phải có phước để chúng ta xài như ý của mình. Nói đến tài sản thì là một cái đề tài mà chủ nhật ngày mai sư cô sẽ thuyết trình trong 90 phút, thì chúng ta có gì thì chúng ta cũng nên nghe. Làm sao để duy trì phát triển tài sản? Đầu tiên là chúng ta phải có phước. Thứ hai là chúng ta phải làm sao? Có phước không thì cũng chưa đủ. Đó là một yếu tố quan trọng, nhưng nó còn những yếu tố khác nữa, là chúng ta phải có cái sự nỗ lực cố gắng. Thiếu cái cố gắng thì chúng ta có rừng, tiền vàng biển núi thì chúng ta cũng sẽ ăn riết là nó cũng hết. Rồi chúng ta không giống như chúng ta ăn hết vốn, ăn hết cả, không có trồng cây mới, giống lúa mà chúng ta có cả bồ lúa, cả kho lúa mà chúng ta ăn rồi cũng sẽ hết. Chúng ta phải phải trồng, phải gieo trồng tiếp, nên là chúng ta phải nỗ lực cố gắng, phải siêng năng. Rồi cái điều đó cũng chưa đủ nữa, siêng năng cũng chưa đủ mà phải có kiến thức, tức là phải có một cái chuyên môn, làm một cái nghề gì chúng ta cũng phải có cái sự hiểu biết chuyên môn. Còn chúng ta không có chuyên môn, không có kiến thức, không có một cái nghề giỏi thì không có một sự khéo léo trong cái công việc, không biết tính toán thì như vậy kiến thức kém cỏi, là làm đâu thì nó thua đó, đầu tư đâu thì nó thất bại đó, thì chúng ta cũng không giữ được tài sản và không phát triển được sự nghiệp. Thì đó là một yếu tố quan trọng nữa. Và yếu tố tiếp theo nữa, thứ ba, thứ tư nữa, là chúng ta phải có người bạn, phải giao du bạn lành, bạn hiền, giao du với bạn hiền. Còn không thôi mình chơi với bạn xấu, bạn mà ăn chơi quậy phá, những người mà chúng ta giao du là những người xấu ác, họ gạt mình, họ lừa mình, hoặc là họ xúi mình làm bậy, đầu tư vô sai thì cũng tán gia bại sản. Nên là cái người bạn á, thì chúng ta cũng phải lựa, cũng phải biết, hay là cái người đối tác làm ăn với mình cũng phải biết. Thì như vậy là những người mà chúng ta thấy phần lớn những người đi biết đi chùa thì những người tin nhân quả thì người ta cũng ít có làm cái gì xấu. Nên là những người chúng ta ở ngoài đời thì quý Phật tử biết rồi đó, nếu mà người ta không biết đạo, người ta không tin nhân quả thì không có chuyện gì người ta không làm, ta gạt mình đến phải nói là điêu đứng luôn. Nên là phải biết giao du gần gũi với người bạn tốt. Người bạn tốt thì vợ chồng cũng là người bạn tốt, thì vợ chồng cũng là người bạn. Thì như vậy chúng ta thấy như vậy nó cũng là một một trong những yếu tố mà Đức Phật dạy đó. Rồi yếu tố cuối cùng đó là phải tạo thiện phước, rước karma, phải tạo thiện nghiệp mới giữ được, mới giữ. Nếu chúng ta không tạo thiện nghiệp, chúng ta không không có phước thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng là của chúng ta nó sẽ bị thất thoát qua những cái gọi là những cái chướng ngại, những cái sự cố trong cuộc đời thì chúng ta cũng khó. Hoặc chúng ta bệnh, hoặc vợ con bệnh, vợ bệnh con đau, hoặc là nước trôi lửa cháy, những tai họa, hoặc là động đất, hoặc là bị những cái gì, hoặc là bị bạn xấu lường gạt, hoặc là bị chính quyền tịch thu, hoặc là bị trộm cướp, hoặc là bị những cái tai họa trong cuộc đời, vì chúng ta không có đủ duyên phước để là thọ hưởng những cái quả đó. Đó là điều kiện là đầu tiên Đức Phật nói là tài sản. Thì tài sản này, tài sản mà rồi xa hơn nữa, nói về tài sản mà thế gian, rồi tài sản ở đây là locus min, là ở thế gian, nên mình không có bàn tài sản là về siêu thế. Cái bài khác thất thánh tài là tài sản siêu thế, chúng ta coi vào lắng vào hay chúng ta tìm hiểu thất thánh tài là gì, mà tài sản đó không ai lấy được. Tài sản đó là
là thiện nghiệp, là định, là trí tuệ, vân vân, là thất thánh tài đó. Thì tài sản đó là của ai nấy xài, là phước Như Lai thì của ai nấy hưởng thôi, chứ không ai xài hoặc không ai hưởng, không ai có thể cho ai được, không ai làm thay cho ai được, mình phải tự làm, tự phải tạo thôi. Điều thứ hai là quan nô, tức là dung sắc, hình sắc. Hình sắc, một cái người có hình sắc đẹp, ngoại hình dễ xem, tướng đẹp là một cái phước, là một cái tài sản. Hình sắc, dung sắc, khả ái, khả lạc, khả ý, vừa làm cho mình có được vui vẻ. Thân hình dễ xem, ngoại hình đẹp, tốt đẹp là một cái khó, là một cái hiếm hoi khó tìm ở đời. Chúng ta thấy có ai sanh ra muốn mình xấu đâu, có ai sanh ra muốn mình lùn, mình mắt lé, hoặc là chột mắt, hoặc là bị những cái bệnh, hoặc là những cái hình dáng khó xem đâu. Ai cũng muốn mình ngoại hình đẹp đẽ, là những hoa hậu, hoặc là những người có dáng hình nhìn vô là người ta hoan hỷ. Đó là một cái phước tướng. Phước tướng mình phải tự, đó là một cái phước mà chúng ta có phước chúng ta mới được sanh vô cha mẹ, mà là có phước đức mà ha. Rồi ngoại hình nó cũng có một cái ảnh hưởng tới gen, gia di cha mẹ đẹp thì phần lớn con cũng sẽ đẹp ngoại hình. Rồi mình sanh vô một cái gia đình có văn hóa, có đạo đức, có tài sản, có địa vị, có học thức, vân vân, thì đó cũng là một cái phước. Nên là cái phước tướng đây thì nói về dung sắc, là một cái điều khả ái, khả ý, khả lạc mà khó tìm trong đời. Lỡ sanh ra lùn rồi mình có nâng nâng làm sao làm cao được. Đấy, ví dụ rồi lỡ sanh ra kiếp này như thế nào thì mình phải chịu cái nguyên cái cuộc đời này nó như vậy. Nên là từ sanh ra từ cái phước báo thì chúng ta có được nhan sắc, ngoại hình dễ xem. Thứ ba là arrogant. Arrogant này thì là có sức khỏe, người sinh ra ít có bệnh, là một cái phước, là một cái điều mà cũng hiếm hoi. Thì tại sao gieo cái duyên, đời trước người này đã làm được những cái duyên, luôn luôn bảo vệ sức khỏe, luôn luôn bảo vệ sự sống, nên là đời này sinh ra thân hình khỏe mạnh, đẹp đẽ, ít bệnh, ít đau. Như là trường hợp của ngài Pakula đó, là đệ nhất về tuổi thọ, ngài sống đến 160 tuổi. Mà khi cuộc đời của ngài chúng ta đánh vô tìm đọc ngài Pakula đệ nhất về tuổi thọ, thì trước khi ngài đi tu thì chúng ta biết ngài sanh ra thì trong một cái gia đình cũng là cao quý, thì hai ông bà cũng tiểu thơ rồi thiếu tử thiếu gia đi chơi và biển, ẵm ngài đi, ngài cũng mới sanh rồi cũng còn bé, ẵm ngài đi, chẳng may bị cướp rồi ngài rớt, bị lật thuyền, rồi ngài bị con cá thật là bự nó nuốt trong, nó nuốt vô bụng. Vậy mà ngài không chết. Rồi cái người đi chài lưới bắt được con cá bự đó, giống như là mình tin không tin được ha, bắt được là mổ bụng ra thấy đứa trẻ, thấy đứa bé, chắc cá mập quá, này chắc cá mập quá. Thì là mổ bụng ra đứa trẻ vẫn còn sống, nằm trong đó giống như nằm được thiền định vậy đó. Vì đời đời cuối của một vị thánh tăng A-la-hán mà đâu có chết dễ, trừ khi ngài nhập diệt thôi, chứ còn ngài không chết được. Đời cuối của một đức Phật hay là một vị thánh A La Hán thì không có chết, không có chết mà do tai nạn, trừ khi ngài muốn nhập định ngài chết.
Thì khi mà mổ ra thì chúng ta thấy là ngài sống đến 80 tuổi. Thì sau 80 tuổi là ngài đi tu, cuộc đời thì ông đọc lâu quá sư cô cũng không nhớ, nhưng mà ý là ngài sống đến 160 tuổi mà ít có bệnh, gần như không có bệnh hoạn gì hết. Đến ngày ngài hết tuổi thọ mà ngài ra đi nhập niết bàn, thì đời những vị mà ít bệnh được sống có nhiều sức khỏe là do ít sát sanh, ít hại ai, tổn hại về sức khỏe, và thường mà một cái duyên là vì đó thường hay giúp đỡ người khác về sức khỏe. Ví dụ như là chúng ta cúng dường thuốc men nè, cúng dường bảo hiểm y tế nè, rồi cúng dường hiến máu nè, rồi là cho thuốc nè, bệnh nhân nè, và hỗ trợ giúp đỡ phụng sự phục vụ cho giúp đỡ những người bệnh rồi đó. Thì như vậy mình cho sức khỏe, mình hỗ trợ cho người ta có sức khỏe, mình được sức khỏe và ít có không có sát sanh, luôn luôn bảo vệ mạng sống của chúng ta, nên do đó mà ỉa có được sức khỏe. Còn ngược lại, nếu chúng ta sát sanh hại vật, chia rẽ, làm cướp đoạt mạng sống, hoặc là làm cho chúng sanh đau khổ chết yểu, thì như vậy mình sẽ bị một cái quả báo là sống bệnh hoạn, nhiều bệnh tật, rồi chết thì chết yểu, không có sống thọ. Mà nếu quả báo của việc sát sanh thì sẽ đưa đến là chết không tự theo tuổi thọ, mà chết bị người ta giết, mà không phải là một lần nha, 500 lần bị người ta giết thì nó mới hết được cái nghiệp mà sát sanh. Giết một con heo, một con bò, một con gà, mà với một cái đầy đủ các yếu tố của mang đến cái nghiệp sát, tội sát, thì như vậy người đó, nếu cái quả đó đưa đến kết quả thì người đó sẽ bị chết vì người khác giết. Nên do đó mà có sức khỏe là một cái điều hiếm trong đời, do phước báo và do tu tập. Thứ tư là chúng ta thấy xì lăng ít thăng ca căn tăng ma na bằng đô lạc bằng lô cát mìn giới đức giới hạnh. Si lăng là giữ giới, người có giữ giới là giữ đức hạnh. Ví dụ như là người Phật tử mình giữ năm giới nè, rồi hộ bát quan trai giới nè, rồi giữ ba nghiệp thanh tịnh oai nghi tế hạnh đầy đủ, thì như vậy là mình có giới, mình không phạm phải những lỗi lầm qua thân nghiệp khẩu nghiệp, mình có giới hạnh. Còn người xuất gia thì giữ bằng cái giới bổn ba ti mốt kha, những cái giới mà chúng ta đã thọ trì, thọ giới để hành trì, để tu tập, để trau dồi phẩm hạnh giới đức của mình. Đó là giới, là một điều rất là khó, mà là khi có giới giữ hạnh giữ gìn như vậy thì chúng ta sẽ là đưa đến cho chúng ta sẽ niềm vui, sự hoan hỷ và sự khả ý, tức là vui lòng. Còn người mà không có giới thì thẳm sâu người đó cũng sẽ thấy là sự phiền não khổ đau. Nếu người không có giới, không có giới tức là sao, sống sống dễ vui buông luôn, muốn làm gì làm, phạm phải những lỗi lầm phạm giới luật, thì như vậy sẽ làm cho người đó không có vui vẻ, an vui, thoải mái, dễ chịu, và làm cho sự hối hận, đau khổ, phiền não, khổ đau, sa đọa ngay trong kiếp sống này. Nên là nhiều người mà bị lỗi lầm thì sống đâu có thoải mái, đâu có an vui được. Tiếp theo thứ năm là Brahmacharya. Brahmacharya có nghĩa Brahma là phạm, Charya là hạnh, đời sống phạm hạnh, thì sẽ đưa đến ít thân là khả lạc, vui vẻ, khan tăng là khả hỷ, khả lạc là sự an lạc, sự thoải mái dễ chịu, khan tăng là sự hoan hỷ vui trong lòng, mana tăng là sự vừa ý vừa lòng,
Dulac Bang là đó là một cái điều hiếm hiếm khó trong cuộc đời Lucas Min. Trong đời thì đời sống phạm hạnh là sao? Đời sống phạm hạnh nó ngược với tà hạnh. Tà là sai bậy, phạm là phạm hạnh, mô phạm phạm hạnh, tức là làm những hạnh lành làm cho người cho mình trở nên một người cao thượng cao quý, từ cái phong cách lời nói việc làm suy nghĩ sự ứng sự trước mặt người cũng như sau lưng người, mình đều sống với một cái đạo đức chứ không phải trước mặt mình giả đạo đức và sau lưng cái mình mà thất đức là vậy, không có phạm hạnh. Trước mặt cũng như sau lưng mình luôn có đạo đức ứng xử tốt đẹp, đó là một điều khó mà nó điều này sẽ đưa mình đến sự niềm vui an lạc và hài lòng, sẽ làm cho mình được hạnh phúc trong cuộc sống này. Điều thứ năm thứ sáu là Mitta. Mitta là những người bạn, đây là những người thiện hữu tri thức, những người bạn lành, những người bạn tốt. Thì những người bạn tốt đây cũng là một điều khó trong 10 điều khó trong thế gian này. Bạn tốt thì hơi bị hiếm. Tại sao được? Bạn tốt là gì? Sao gọi là bạn tốt? Sao gọi là tà? Bạn không tốt. Thì người bạn tốt là người luôn là người bạn, chữ friend, mitta đây rất là nhiều nghĩa, không nghĩa không có nghĩa là bạn bè. Bạn chúng ta có những người mà chúng ta giao du qua lại, chúng ta kết thân kết bạn. Còn vợ thì người bạn đây nó nhiều nghĩa lắm, bạn đối tác, bạn làm ăn, bạn bạn bè, quen biết, vợ chồng là bạn bè, anh em cũng là mitta luôn, cũng là bạn bè, bà con đó, trong người những người mà chúng ta giao du qua lại được gọi là mitta. Thì và như vậy thì ở người bạn này phải là những người bạn thiện lương. Người bạn thiện lương là có những yếu tố gì? Ở đó lớp mình cũng đã có học mà bài kinh bà người bạn chưa, Đức Phật dạy thế nào là một người bạn tốt. Người bạn tốt đầu tiên, yếu tố đầu tiên là biết chia sẻ, có sự hy sinh. Còn người bạn mà lúc nào cũng tính lợi không mà thì người bạn đó không phải là bạn tốt mà nhỉ. Sự hy sinh và biết chia sẻ, biết chia sẻ, biết lắng nghe, cảm thông, hiểu biết và luôn luôn bên nhau. Khi mình có việc mình cần là bạn cũng sẽ dành thời gian giúp đỡ, được gì mình thì sẽ giúp đỡ. Và để làm sao có người bạn tốt, mình phải là người tốt trước. Nếu mình là người xấu thì mình khó mà có bạn tốt lắm, nên mình phải là người tốt, người bạn tốt trước. Thì cái nhân quả mình sẽ gặp được bạn tốt. Còn mình xấu, mình tệ bạc, mình là người luôn tính toán thì làm sao mình có bạn tốt? Nếu mình có gặp bạn tốt đi, người ta cũng bay mình ngày trước hoặc ngày sau, quen ngày 3 ra ngày 7, trễ là ngày 10 và mình cũng to say goodbye. Tại vì sao? Vì mình phải tốt thì người bạn mình nó sẽ tốt với mình. Thì người bạn tốt là những người luôn luôn cho mình những lời khuyên. Ở trong làm ăn thì người bạn mình cũng sẽ giúp mình có những lời khuyên để giúp đỡ mình làm sao để có cách để kiếm tiền, kiếm được công ăn việc làm và giữ gìn tài sản mình. Còn người bạn xấu là sẽ moi tài sản của mình, sẽ lợi dụng, sẽ lừa, sẽ gạt gẫm mình. Thì như vậy, ví dụ như là người chồng làm người vợ, họ luôn luôn giữ gìn và cũng là một người bạn tốt. Thì người bạn tốt
và luôn luôn là không có, ví dụ như một người bạn tốt mà nghe một người khác nói xấu về người bạn mình thì phải ngăn liền, ngăn liền chứ không phải à vậy hả rồi nói thêm vô, có nói không, không nói có, nói xấu, nói lời phi thị phi như vậy không tốt. Người bạn tốt mà luôn luôn là người luôn luôn đồng hành, chia sẻ, cảm thông, lắng nghe, vân vân, đó là những phẩm hạnh của người bạn tốt. Thì chúng ta phải là người bạn tốt và chúng ta sẽ gặp được người bạn tốt, nhưng mà đó là một điều khó ở đời, khó, hiếm khó ở đời. Và thứ bảy, Bahu Satchang. Bahu sát chăng, bahu là nhiều mà sát chăng là nghe, nghe nhiều học rộng, học rộng nghe nhiều, tức là sao, tức là người này chịu khó học để có kiến thức nghĩa đây là phải học, phải có kiến thức hoặc là chuyên môn trong cuộc đời thì chúng ta mới thành công, mới tạo được sự nghiệp. Còn cái gì chúng ta học thì chúng ta cũng không giỏi, mà nghề thì chúng ta cũng không có, thì như vậy chúng ta cũng là không phải là một người thành công và sẽ khó khăn vô vàn trong cuộc đời này, cho cái sự sinh nhai, cho sự sinh tồn, cho cái sự mà phát triển cuộc sống cho mình, cho gia đình, cho vợ con, cho mình không phải là điểm tựa. Nên là phải cố gắng học rộng, nghe nhiều, có kiến thức, có nghề nghiệp, có chuyên môn. Thì đó là thì nó đưa mình được lên, đưa đó sẽ đưa mình đến khả ái, niềm vui, khả hỷ, an lạc, khả lạc và khả ý và vừa lòng. Và đó là một điều khó ở trong đời. Và tiếp theo là thứ tám. Thứ tám là thanh nhà, là trí tuệ. Trí tuệ là sao? Là luôn luôn hiểu biết đúng đắn. Trí tuệ là sự hiểu biết đúng đắn. Ở trên khác như chữ là họ kiến thức rộng là khác. Nhưng mà có nhiều người có kiến thức, có thể là địa vị học vấn rất cao, nhưng mà chưa chắc là về người trí tuệ. Và trí tuệ đây là nói về sự hiểu biết về sự thật, sự thấy biết, trí tuệ biết về nhân quả, biết về những gì trong cuộc đời, thấy được cái chân lý, hiểu được sự thật, thì cái trí tuệ nó giúp cho người ta sống an lạc, sống không bị phục. Họ hiểu đó là người có trí tuệ. Thì khi có trí tuệ rồi thì người này sẽ làm sao, sẽ nên sẽ làm điều đáng làm, không làm những điều không đáng làm. Ví dụ như là người có trí tuệ sẽ dành thời gian để học pháp, làm ăn thì mình vẫn sống ở đời thì mình phải làm ăn, nhưng các bạn được xem là người có trí tuệ đó, vì các bạn còn dành thời gian vào 2 ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, thay vì người ta đi chơi, người ta hưởng thụ thế gian, người ta tạo bao nhiêu cái điều có thể là gọi là thế gian, hưởng những cái dục lạc, hoặc là làm những cái tội điều phi pháp, hoặc là làm những điều mà chỉ nghiêng về thế tục thôi. Còn bây giờ chúng ta biết học pháp mà, để thực hành pháp mà, để mà tạo công đức phước báo cho mình, là người có trí tuệ. Học pháp, hiểu pháp, thực hành giáo pháp, làm điều thiện, ngăn điều ác. Rồi chúng ta cũng dành thời gian cho cái việc tu tập. Đó là chúng ta có trí tuệ. Trí tuệ mặc dù nó chưa được viên viên tròn, nó chưa được viên mãn tròn đầy, nó chưa được như những bậc
thiền nhân thánh nhân, nhưng nó đã có, nó hạt giống đó có trong mình, thì mình mới chịu khó, mình thấy được cái giá trị của kiếp sống này, được sanh làm người, được gặp Tam Bảo, gần chư tăng. Tăng đây là những người xuất gia, những người xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người mà có đi tu đó, sanh ra. Và chúng ta cũng biết làm những phước thiện, ít nhất là chúng ta biết lễ Phật nè, tụng kinh, lễ bái, ngồi thiền, học pháp, nghe pháp, dành thời gian, chứ không phải chúng ta cứ lao mình làm, sống ở đời, ăn mặc giặt ở, rồi rồi quanh quẩn, rồi rồi chúng ta già bệnh chết, thì chúng ta không có đem được cái gì theo cho chúng ta. Tức là chúng ta chỉ hưởng, và giả dụ có thành công, có sự nghiệp, thì chúng ta chỉ hưởng có đời này thôi. Mà trong cái lúc mà hưởng thụ, tạo tạo ra tài sản, tạo ra sự nghiệp, thì chúng ta lại tạo ra nghiệp luôn, đồng thời cũng tạo ra những cái bất thiện nghiệp. Và như vậy chúng ta đi trong cái sự nghèo khó về phúc đức, nghèo khó về cái thiện pháp, thiện nghiệp, thì chúng ta phải đem đi được cho đời sau những gì chúng ta có trong đời này. Đó là người có trí, như ngài Su Mê Đà đó, là tiền thân của Đức Phật. Ngài nói bây giờ chúng ta không biết đem theo thì chúng ta sẽ bỏ lại hết thế gian, và bây giờ ngài tạo bao nhiêu công đức, những cái gì ngài có ngài tạo, để rồi đời đời ra khi ngài sanh ra là ngài chỉ làm cái phước của ngài lớn lớn vô cùng lớn. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là cái Pa Nha này là trí tuệ, và cái thứ chín là Dhamma, là pháp. Pháp mà đưa đến khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả lạc, khả hỷ, khả ý. Thì cái Dhamma này được giải thích là gì? Nó là pháp mà không phải pháp thường, nó là một cái pháp cao thượng đưa đến giải thoát. Thì như đó là những cái pháp mà nó hiếm ở đời, pháp mà đưa chúng ta đến niềm vui hạnh phúc, đưa đến sự an lạc ở thế gian này. Tức là gì? Là thiện pháp, là những pháp cao quý, thì chúng ta phải phải tạo, phải tu tập. Rồi tiếp theo là thứ 10, chúng ta thấy là Deva. Thứ 10 chúng ta thấy ở đây bị thiếu hả? Sắc thiếu rồi. Sắc là trong thanh đao của các bạn như là cô đi Dạ thưa sư, trong file có. trong bài có đúng không, Dạ đúng rồi sư, trong file có câu cuốn. trong đây là như vị trí rồi. Chúng ta thấy là trong bài nữa là sắc gà, sắc gà là ở cõi trời đây, và đất sắc gà cõi chư thiên. Chúng ta các bạn đi, đi thêm, sư cô đi thêm vào sắc gà đây. Gà xin lỗi, sát gà, sát gà tức là đê đê qua cõi trời. Sát gà là mình có quy nguyên cái này, số 10 là sát gà, là cõi cõi trời, thiên giới là cõi trời. Thì cõi trời thì sẽ đưa mình đến là như thế nào? Khả lạc, đem đến sự an lạc, khả hỷ là niềm vui, khả ý là vừa lòng.
đó là khó tìm ở trong đời. Thì đê qua thê thiên là thiên giới. Thiên giới có những gì chúng ta không phải là chúng ta sanh lên cõi trời, mà ngay tại cõi này chúng ta thấy chúng ta sống như người ở trên cõi trời. Phước chúng ta lớn, đức chúng ta cao. Thì chữ thiên này từ đâu? Từ chữ thiện. Làm thiện nhiều thì sanh thiên. Thì thiên này chỉ cho nó cũng là nó có ba nhiều nghĩa. Chữ thiên này nó cũng có nhiều nghĩa. Nghĩa đầu tiên là làm điều thiện, làm thật nhiều điều thiện thì mình được sanh thiên. Thì trong sáu cõi trời dục giới phần lớn là làm thiện, tích đức tu thiện. Và cõi trời phạm thiên cũng là nằm trong cõi thiên giới. Thì phạm thiên sắc giới là các bạn phải tu thiền định để mới đạt được lên cõi trời phạm thiên sắc giới. Còn phạm thiên vô sắc giới thì là các bạn cũng phải tu thiền định đạt được các tầng thiền. Thì cái đó là mình nói là đó là chuyên môn rồi. Thì như vậy là như vậy thì đó là khi mà ở cõi thiên, dù các bạn đó được tái sanh cõi trời sau thân hoại mạng chung, hoặc trong cõi này các bạn ấy cũng đã sống như ở cõi trời. Chúng ta thấy có nhiều người sống giống cõi trời à, tưởng mà ở cõi trời thì sao, tưởng 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 ví dụ mình nghĩ tưởng gì thì nó có đó à, nghĩ đến à, y và nghĩ đến y phục thì có y phục màu sắc à, muốn màu xanh thì có y phục màu xanh, muốn màu vàng có y phục màu vàng, tưởng à, thức ăn gì thì có thức ăn đó. Bây giờ những người mà phước lớn như cõi chư thiên, những người có giàu tiền bây giờ chúng ta thấy không, muốn gì có đó à, muốn gì có đó. Còn những người mà không có phước thì chúng ta thấy không, muốn được bữa ăn ngon cũng không dễ, muốn được cái áo đẹp cũng không dễ. Nên là nhiều chúng ta nhìn lại, nếu chúng ta muốn gì chúng ta có đó, chúng ta có khả năng để mua sắm, chúng ta có khả năng để sống an lạc vui vẻ, rất là chúng ta đang ở cõi thiên rồi. Thiên không phải chúng ta lên trời chúng ta mới cho thiên, cõi thiên ở đây là chúng ta đang được những gì. Thì trong cuộc sống này mà chúng ta được 10 cái điểm này, 10 cái điều này như chúng ta vừa mới trình bày trong cái bài này, thì Đức Phật nói có người thì được một, có người thì được hai, có người được ba, tùy vào cái phước và cái thiện nghiệp của mình và cái mình thì mình tạo cái gì thì mình được, mà được cả 10 là một điều phước, là gì đó là vô cùng có phước. Thì mỗi chúng ta xét lại mình được bao nhiêu trong 10 cái này. Y mê sang khô. Đây 10 điều này, thật sự 10 điều này, này các tỳ kheo, là 10 pháp đa sa năng tham ma năng, mà nó đưa đến cho dễ chịu, khả lạc, an lạc, đưa đến sự hấp dẫn, thú vị, vui sướng, hỷ lạc, hỷ hoan hỷ, và đưa đến mana phà năng, đưa đến sự hài lòng, đưa đến sự vừa ý. Đưa la phà tăng là một điều khó khăn, một điều khó tìm, một điều hiếm hoi ở trong cuộc đời Lokasmin. Dasa Dhamma Paripanta. Paripanta đó là ở đời này. Và 10 cái chướng ngại, Dasa Dhamma Paripanna, và 10 cái chướng ngại cho cái 10 cái này là gì? Tại sao nó là được gọi là cái khó ở đời? Khó không? Rất là khó đó. Chúng ta để mà đạt được 10 cái này là một điều khó đó. 10 cái này là khá. Mười điều thì 10 cái chướng ngại đó là gì, chúng ta cùng lắng nghe. Bây giờ hỏi hỏi trong lớp của chúng ta, trong 10 cái này mỗi tự mỗi chúng ta coi lại xem lại, thì chúng ta được bao nhiêu, được cả 10 hay không?
được cả 10 không? Và bây giờ xin hỏi lớp mình ai giơ tay? Câu hỏi được đặt ra: tại sao 10 cái pháp này là điều khó trong cuộc đời? Đức Phật nói không bao giờ sai. Đức Phật luôn luôn là nói về sự thật, chân lý, mặc dù nó là chân lý ở đời. Tại sao? Câu hỏi được đặt tại sao 10 pháp này, tài sản nè, dung sắc nè, sức khỏe nè, giới hạnh nè, phạm hạnh nè, bạn bè tốt nè, học rộng nghe nhiều, có nghề nghiệp giỏi nè, có trí tuệ nè, và có pháp, biết học pháp, thực hành pháp nè, để chứng pháp nè, và sao được giống như cõi trời thiên giới. 10 điều này có quý không? Mười này có 10 điều này có quý không? Có phải là điều khó khăn hiếm có trong cuộc đời này không? Cô Nguyễn Thị Châu, theo cô thì Nam mô Phật Tăng Kính Bạch Sư. Mười điều phước báo ấy thật là quý và khó tìm được ở trên cuộc đời, và ít có ai đạt được mười. có vị nào trong đây mình đạt được cả 10 chưa? Đạt được bao nhiêu phần? Theo cô được bao nhiêu cái trong đây? Bao nhiêu tiền? Con được 6 hay là 7 nha sư cô. Ừ, vậy là quý lắm rồi. Con không có sức khỏe nè, con không có nhan sắc nè, rồi con cũng không có tiền giới. Cái kia không được. Chú Đặng Quốc Trí, mời chú. Trong 10 cái này thì chú theo chú thấy cái nào là quan trọng nhất? Hello. Chú Đặng Quốc Trí có đó không? Theo chú thì chú trả lời trí tuệ mở không, không mở lo được hả? Rồi chú Bùi Tấn Hùng, mời Phật tử Bùi Tấn Hùng. Dạ mô Phật cư sư. Dạ thì theo con thì thấy cũng là trí tuệ là cũng quan trọng nhất trong cái 10 cái tài sản đó, và cái lợi mình gần gũi bạn bạn lành cũng rất là quan trọng, nó tương hỗ với nhau, nó tương quan với nhau để giúp cho mình thăng tiến trên con đường tu tập của mình. Sức khỏe có ở con có quý không? Còn sức khỏe thì cũng quý, nhưng mà nó theo con hiểu thì nó cũng phải do cái nghiệp của quá khứ nó hình thành nên cái đời này nữa thưa sư, cho nên thì sức khỏe thì con nghĩ nó một phần là, ví dụ như nếu như mà con bị bệnh tật thì có thể là do nghiệp của quá khứ của con, thì bây giờ cái quả nó sẽ trổ trong cái kiếp này thì con phải chịu. Cho nên nhưng mà nếu mình có trí tuệ thì mình sẽ hành động những cái việc mà giống như không sát sanh tiếp, để mình ngăn ngừa, để mình có thể có sức khỏe tốt trong cái kiếp sau của mình nếu mình được tái sanh làm người trở lại, thì đó là cái quả trong tương lai từ cái hành động mà không sát sanh của mình trong giây phút hiện tại mà mình biết về pháp. Mô Phật Công Tư Sư. Rồi, cảm ơn chú. Thì thật ra trí tuệ là một cái, nên mình nói là duy tuệ tị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì khi mình có trí tuệ thì mình sẽ tạo ra tài sản được. Mặc dù là mình có trí tuệ mình sẽ tạo ra được. Mặc dù ví dụ nhan sắc thì cái đó mình cũng đâu có thể thay đổi, nhưng mà mình để có nhan sắc đẹp thì sao, mình phải có giới. Do đời trước, do có giới hạnh, đời trước biết giữ giới nên là bây giờ sanh ra thân tướng trang nghiêm, oai nghi chững chạc, và ngoại hình dễ xem, làn da trắng trẻo, và các căn đều mắt mũi tai chân, mắt mũi rồi 6 căn của mình nó đầy đủ, nó bị không bị khiếm khuyết,
nó không bị lỗi lầm, nó không, nó cân bằng, nó cân bằng, nó dễ xem, nó đẹp đẽ, khả ái, dung sắc dễ xem, đẹp đẽ, thì đó là một cái phước tướng. Nhưng mà ở đây cái nhân chúng ta tạo hiện tại đời này có thể làm được là gì? Trong những cái này là tài sản chúng ta có thể tạo được, rồi sức khỏe chúng ta biết giữ gìn, biết cân đối, biết cân bằng để không bị lao sức lao lực. Bây giờ là chúng ta không biết chăm sóc sức khỏe thì bệnh tật, bây giờ bệnh tật nó rất là nhiều, là do chúng ta không có quan tâm đến sức khỏe của mình, làm việc quá sức rồi bị stress, là bị trầm, bị lao lực. Thì một điều là sư cô cũng nói là khi chúng ta làm một điều gì nói để nói về phước báo, thì đầu tiên Đức Phật nói trong một bài kinh khác, thì hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian, những buổi khác chúng ta sẽ học thêm. Thì chúng ta biết là Đức Phật nói trong một cái bài kinh khác là khi mà chúng ta có một cái tâm tốt, tâm thiện lành, gọi là yoniso manasikara, như lý tác ý, một cái suy nghĩ có hợp pháp, suy nghĩ với trí tuệ, có cái chánh tư duy đó. Thì khi mình làm bất cứ một cái nghề gì, chúng ta có thể ghi, lớp mình ghi, dù bạn làm bất cứ một việc gì, một nghề nghiệp gì, một công việc gì, mà khi chúng ta nghĩ đó là một cái cách để giúp người khác, thì nếu bạn suy nghĩ như vậy thì bạn sẽ có được hạnh phúc trong công việc việc của bạn. Dù bạn là một người, ví dụ nếu bạn làm được một nghề bác sĩ, thì bạn làm với một cái tâm giúp người giúp đời, thì bạn sẽ có hạnh phúc và bạn sẽ tạo thiện nghiệp. Dù bạn là một người dọn nhà, dọn rác, quét ngoài đường, lề đường, làm sạch môi trường, và bạn nghĩ bạn làm với một cái tâm tốt, với một công việc để giúp đời, giúp người và giúp chính mình, thì như vậy cái việc của bạn nó thuộc về là tốt đẹp, cao quý. Nên là khi mà chúng ta làm một việc gì mà với một cái, còn một người bác sĩ, nếu mà mình làm mà vì để tiền, để làm giàu, là một cái nghề để mà chúng ta, dĩ nhiên thì chúng ta làm, thì nếu là chúng ta làm bằng sức lực, bằng công sức của mình, bằng trí tuệ, bằng mồ hôi nước mắt mình, thì mình sẽ có tiền dư thôi. Nhưng mục đích của mình không phải để làm giàu trên bệnh nhân. Đó là một cái tà tà tư duy, một cái ayonisomanasikara là phi như lý tác ý. Dĩ nhiên thì nếu mình làm đúng, mình làm nhiều, mình làm với sự nỗ lực cố gắng, thì mình cũng sẽ thành công và giàu có của dư của để thôi. Nhưng mà mình làm bất cứ một cái nghề gì mà để mục đích để làm giàu với một cái suy nghĩ không chân chánh, thì chúng ta sẽ tạo tạo nghiệp, dù đó là một cái nghề tốt như cao quý, nghề bác sĩ. Thì như vậy, nếu mà chúng ta làm một cái việc gì trong đời mà với một cái sự là lo lắng, căng thẳng, trầm uất, stress, và không có sự hy sinh, và nghĩ rằng là họ và những chúng ta nghĩ rằng đó là một cái nghề để chỉ để kiếm tiền, để chỉ làm giàu, thì như vậy chúng ta sẽ bị căng thẳng, và như vậy chúng ta sẽ không có khả ái, khả lạc, khả hỷ và khả ý. Đó là một nghề, dù đó là nghề gì, dù nghề cao quý hay nghề thậm chí là nghề đổ rác, quét rác, dọn vệ sinh, hay là một nghề làm lao công, vân vân. Mà chúng ta, ví dụ chúng ta lao, mà chúng ta nghĩ à, chúng ta làm để phục vụ con đường cho nó sạch, để mọi người đi cho nó sạch sẽ, với một cái tác ý, nên là nhất thiết khi tâm tạo, vạn pháp do tâm, và tất cả đều do tâm, là ở chỗ đó. Rồi chúng ta tiếp theo, có bạn nào hỏi câu hỏi, đặt câu hỏi gì nữa không ạ?
trong lớp mình có ai, có vị nào, có bạn nào đặt câu hỏi nữa không, có thắc mắc hay là có ý ý gì nữa không ạ? Rồi Dạ mô Phật, Bạch Ni Sư, con chưa hiểu từ như lý pháp ý. Con nghe nhiều, con nghe các sư bé giảng mà con chưa có hiểu. Như lý tác ý là giống như nó gần như là tránh tư duy, suy nghĩ một cách hợp lý. Hợp lý ở đây là đưa mình đến mình suy nghĩ như thế nào mà làm cho mình được bình an, làm cho thiện pháp sanh tăng trưởng, sanh khởi và tăng trưởng, thì đó gọi là như lý tác ý. Ví dụ như sư cô hay lấy cái ví dụ này, nó dễ hiểu nè. Như lý tác ý nó rất là quan trọng, nó tạo cho mình sanh thiện pháp mà nó tạo cho mình được bình an. Ví dụ như hai người có câu chuyện trong chú giải, có giải thích lại, hai người đi mua một cái ly dầu, chén dầu, thì hai người cầm chén dầu và đi vấp ngã, đi qua một đoạn đường mà bị vấp ngã thì đổ hết nửa chén dầu. Xưa ta dùng dầu ăn á, thì một bạn bạn thứ nhất đau khổ buồn bã phiền não là càm ràm từ lúa từ cái chỗ mà vấp ngã cho đến về đến nhà vẫn còn đau khổ buồn bã. Còn bạn thứ hai cũng buồn, vấp ngã cũng còn nửa nửa chén dầu, thì bạn thứ hai mới nghĩ rằng à, chúng ta vô ý đi mà bị dấp và đổ nửa chén dầu, nhưng cũng may chúng ta còn lại nửa chén, và từ đó bạn cũng đỡ buồn, hết buồn, và niềm vui là à may quá là chúng ta còn nửa chén chứ không phải là mất hết, đổ hết. Thì như vậy bạn thứ hai sẽ bớt buồn và hết buồn, và bạn vui với cái nửa chén dầu bạn đang còn. Thì như vậy là gọi là như lý tác ý. Bạn thứ hai gọi là như lý tác ý, bạn tác ý để làm cho bạn có niềm vui, tạo sự bình an và thiện pháp, không phiền não buồn buồn sầu nữa. Ví dụ thứ hai, ví dụ như một người, bạn cho một người bạn của bạn, bạn có một người bạn mượn bạn 10 triệu bạc, 10 triệu đồng, và hứa là một tháng trả. Nhưng qua một tháng, 2 tháng, 3 tháng mà vị ấy cũng không trả. Có thể là vị ấy không có đủ tiền để trả, hoặc có thể vị ấy có tiền mà không trả cho bạn, thì bạn không biết. Nhưng khi bạn hỏi thì nói, khi bạn hỏi nhiều lần và không trả, thì nếu bạn có như lý tác ý, tức là bạn tác ý theo pháp, bạn có pháp, hiểu pháp, thì bạn nói à chắc có lẽ là người này gạt mình, thì chắc có lẽ mình nợ, nếu mình nợ thì mình trả, và nếu mình không nợ thì bạn nợ mình rồi xong, và mình bớt đi phiền não khổ đau, bớt đi những cái giận dữ buồn bã phiền não. Như vậy gọi là như lý tác ý. Bạn tác ý theo pháp, bạn tác ý để làm cho bạn được bình an, làm cho bạn bớt khổ, bớt phiền não, là như lý tác ý mà hợp với pháp. Còn nếu bạn không có như lý tác ý thì bạn sẽ nghĩ, trời ơi giận dữ quá, đau khổ quá, gạt gẫm tôi, bạn bè mà chơi xấu với tôi, mượn tôi lúc mượn nói ngon nói ngọt, bây giờ là đòi thì không trả, muốn lấy của tôi, giật của tôi, gạt tôi. Và từ đó mình mỗi lần mình nghĩ đến là mình giận dữ, mình buồn phiền, mình khổ não, thì thay vì mình cũng mất tiền, đằng nào mình cũng mất rồi, nhưng mà giờ mình phải trấn an lấy mình để mình bớt khổ. Mình đã mất tiền rồi mà giờ mình còn đau khổ nữa, thì như vậy là mình dại, mình phiền não. Như vậy gọi là phi như lý tác ý. Bạn có hiểu chưa? Cô Châu hả? Hiểu được ý này chưa? Tức là mình suy nghĩ làm sao làm cho mình cái thiện tâm, thiện pháp mình nó tăng lên, làm cho mình bớt phiền não, bớt đau khổ.
dù bất cứ một hoàn cảnh nào, thuận duyên hay nghịch duyên, thì như vậy gọi là như lý tác ý. Như như lý là gì? Là như cái lý chân lý sự thật, hay như cái pháp mà mình khởi tâm ý ra để làm cho mình bình an, để làm cho trí tuệ phát sanh, để làm cho thiện pháp tăng trưởng, đó gọi là như lý tác ý. Ba Phật con xin tri ân sư. Và bây giờ mình tiếp tục. Alas yang anuttha nang lupa nang paripa pantho. Những 10 cái pháp làm chướng ngại đầu tiên là thụ động và không hăng hái, tức là lười biếng, không có nỗ lực. Đó là làm chướng ngại cho sự, cho tài sản, cho của cải muốn làm giàu. Nên là chúng ta cũng có một câu là trên bước đường thành công không có dấu chân của người làm biếng. Nhưng mà một người là thụ động rồi không có nỗ lực hăng hái siêng năng mà biếng nhác lười biếng, thì như vậy đó là một cái chướng ngại để làm cho cái thành công đầu tiên là cái khó, cái tài sản. Trong 10 cái điều thì 10 cái chướng ngại đó là gì? Thứ hai là đầu tiên là thụ động lười biếng không hăng hái, đó là chướng ngại cho tài sản. Thứ hai là amandana avibhusana manasa paripantho, là không trang sức, không tô điểm, là chướng ngại cho dung sắc. Tức là sao? Theo bạn nghĩ, bạn nào trong 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 lớp mình Amanda Dana không có trang sức, không tô điểm, không có tự làm đẹp mình, ở đây nghĩa nghĩa này các bạn hiểu như thế nào? Các bạn ngoài đời đấy. Theo bạn nào, có bạn nào giơ tay không? Trang sức ở đây có nghĩa là lấy trang sức ở ngoài, theo nghĩa 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 đen á, là chúng ta phải phải biết làm đẹp thân mình, phải biết che đậy sự xấu. Tức là sao? Phải thân tướng, phải có y phục, phải trang sức, phải làm đẹp bằng sự theo thế gian, là chúng ta phải ăn mặc sạch sẽ, gọn ghẽ, đầu tóc tay chân rồi phải sạch sẽ, phải dễ xem. Và nghĩa bóng ở đây, nghĩa mà trong giáo lý, trong mà Đức Phật cũng dạy, là mình phải lấy giới để trang sức, lấy những cái điều thiện, điều tốt đẹp để trang sức, làm cho nhung nhan. À, giới ta nói hoa thơm nhờ nhụy mà người giá trị bởi đạo đức, để làm trang sức trang điểm cho cái dung sắc. Nên là khi mà cái tâm mình nó tốt thì cái hình diện nó dễ xem, còn cái tâm mình hung dữ, độc ác, nóng giận, khó xem, nhăn nhíu thì ra cái mặt mình nó cũng khó coi lắm. Nên là ở đây tức là làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh mà nó đẹp đẽ, thì cái dung sắc bên ngoài nó sẽ được là có duyên, đẹp đẽ, chứ nó không có khó coi. Thứ ba, asapa yakiri kiriya arojasa paripantho. Thứ ba là hành động không thích ứng là chướng ngại cho bệnh tật. Hành động không thích ứng là như thế nào? Hành động không thích ứng nghĩa là mình không biết giữ gìn sức khỏe, không biết giữ gìn sức khỏe. Mình làm thì lớn tuổi rồi mà thích ăn ngọt, ăn dầu, tức là hành động không thích ứng. Mình không biết cái gì nên và cái gì không nên, lớn tuổi mà cứ ăn đường, ăn dầu, ăn, hoặc là không có biết thể dục, thể thao, không biết chăm sóc sức khỏe, không làm cái gì mà nó thích ứng, mà mình làm ngược lại, như thức đêm, thức hôm, tức là làm tổn hại sức khỏe. Tức là hành động, cái sự sống của mình không thích ứng. Rồi
phải giữ gìn sức khỏe, phải có thời gian để giữ gìn cái sức khỏe của mình. Sức khỏe đây là chỉ cho sức khỏe về về thân, sức khỏe về tâm. Sức khỏe về thân, thân không bệnh, thân khỏe mạnh, tâm an lạc. Thân khỏe tâm an, đó là một cái sức khỏe tốt. Giờ thân mình nó không bệnh đi mà tâm mình nó cứ phiền não, lo lắng, sầu muộn, khổ đau, sợ hãi thì là dần dần nó cũng bệnh. Nên là sức khỏe ở đây là chỉ hành động không thích ứng. Cái không thích ứng này nó nhiều nghĩa dữ lắm, giải thích nó rất là rộng. Bây giờ chúng ta thấy thời gian của chúng ta là mỗi người chúng ta có một thời gian nhất định ở cuộc đời này thôi. Chúng ta không có phải là có thời gian cho trăm năm ngàn kiếp. Chúng ta nhớ vậy, thời gian của mỗi chúng ta có vài chục năm trên cõi đời, nhưng mà chúng ta đã dùng nhiều thời gian để phí phạm, để mà vô ích, nhất là mạng xã hội. Bây giờ xài cái điện thoại không không có bỏ ngớt được, đó là chúng ta đã hành động không thích ứng rồi đó. Chúng ta sẽ bệnh tật. Ví dụ như giờ gan á, thì nó sợ gì à, chúng ta có một cái bài, ví dụ như giờ thức đêm là hại cho sức khỏe, hại cho gan, rồi dùng dùng những thức ăn không hợp cho cơ thể cũng hại sức khỏe, nhất là dùng điện thoại quá nhiều rất là hại cho sức khỏe, hại cho mắt, hại cho não bộ, hại cho sức khỏe rất là nhiều. Chúng ta phải bản thân chúng ta cũng như là chỉ là cho các con cháu của mình không nên dùng quá nhiều điện thoại. Vậy chúng ta thấy, chúng ta nhìn lướt qua ra sân bay, cô thấy ai mạnh ai cũng có một cái điện rảnh là lấy cái điện thoại ra coi cái này mạng kia, chat cái nọ. Chúng ta dùng quá nhiều thời gian cho cái điện thoại, cho cái smartphone, tại vì miễn phí gọi là miễn phí coi. Chúng ta không có gì miễn phí, chúng ta đã đánh đổi và đánh giá rất là cao, chúng ta đã phải trả một giá rất là mắc cho cái vụ thời gian sức khỏe của chúng ta, chứ không phải miễn phí đâu. Hãy hành động cho thích ứng để giữ gìn sức khỏe, để giữ gìn cho không bệnh tật, thân không bệnh, tâm không bệnh. Loại thứ tư, Papa Mitta Tà. Papa là ác, Mitta là bạn, Tà là với người bạn ác, Sì La Nang Paripantho. Người bạn ác và những cái giới hạnh không là chướng ngại cho giới hạnh. Người bạn ác là chướng ngại cho giới đức, giới hạnh. Tại sao? Bạn nào có thể giải thích tại sao người bạn ác là chướng ngại cho giới hạnh? Chú Trần Quốc Hưng, theo chú thì tại sao người bạn ác lại, hay cô Mỹ Lệ, theo cô tại sao người bạn ác lại là tổn hại đức hạnh? Hello. Dạ thưa cô, thưa con nghĩ là giống như là gừng mực thì đen, gừng đèn thì sáng đó thưa cô. Mình chơi với bạn ác thì mình sẽ bị lôi kéo thưa cô. Rồi, cảm ơn cô. Thân phụ thiện hữu như vũ lộ, trung hành tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Đúng là như vậy, sự ảnh hưởng sanh ta ra là cha mẹ mà tác thành ta là bạn hữu. Cái người mà chúng ta giao du, mà chúng ta kết bạn, giao sống qua lại thường ngày, thân cận gần gũi thì chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều. Mà người bạn ác thì thường xúi cho chúng ta làm ác, khen ngợi cái điều ác và khích lệ, xúi giục chúng ta làm ác, ảnh hưởng rất là nhiều.
ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì lạc, nó là như vậy. Nên là cái người chúng ta giao du hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều chúng ta. Nên là chúng ta thấy là hãy nhìn người đó chơi với ai thì chúng ta biết người đó 70-80% là như thế nào. Người đó thường giao du chơi với người bạn của người đó, hãy nhìn bạn người ấy là ai thì bạn thì cũng có thể đoán được người đó như thế nào. Ví dụ người mà chơi làm ăn thì sẽ chơi với cái bạn làm ăn, người tốt chơi với bạn tốt. Giờ chúng ta là những người bạn đạo chơi trong một lớp thì chúng ta thấy chúng ta cũng giao du với các người bạn đạo. Rồi người làm người nghề nào thì có bạn người đó. Còn bạn nhậu thì chơi với toàn bạn nhậu, bạn mà hút chích thì chơi với hút chích. Rồi cái người mà quậy phá chơi với bạn ăn chơi, người mà thích đi casino thì có bạn casino. Nên là người mà thí dụ như mà người bạn mà thích nhỉ, thích đi casino rồi đi rủ mình bao ăn uống rồi chơi tổng hại với đứa đàn rượu, em nói mày chơi rượu, đàn ông không biết uống rượu là không phải là nam nhân, vân vân, nó thích mình rồi riết mình chơi riết hay mình ghiền hoặc hút thuốc hoặc những cái điều nó là như vậy. Recording in Là chướng ngại progress. cho phạm hạnh, nãy là giới đức, giờ là đến phạm hạnh. Trôi mình sống một cuộc sống là không chế ngự các căn thì sẽ làm cho đời sống phạm hạnh tổn hại. Thứ sáu, Visamwa Dana Mittanang Paripantho, lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Bây giờ mình có một người bạn tốt nhưng mà mình lừa họ, tức là mình đã làm tổn hại đến tình tình huynh đệ thiện hữu, mình sẽ không có bạn tốt. Nên do đó để có bạn tốt mình phải là người tốt trước thì mình sẽ có bạn tốt. Nếu mình xấu thì mình mong sao làm được có bạn tốt. Nên là lừa dối, sự gạt gẫm nhau, sự gian dối nhau, sự thiếu chân thật, sự thiếu cái sự chung thủy giữa già giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Vợ chồng với nhau mà có sự lừa dối, có sự không có chân thật chung thủy thì cũng sẽ làm mất sức mẻ tình vợ chồng thủy chung cho đến hạnh phúc gia đình. Bạn bè ở đây là chỉ chung cho những người chúng ta đang giao du tương tác, đang có sự mối quan hệ, đang có sự qua lại. Chị em, bạn bè, thân hữu, đối tác, vợ chồng, bạn đạo, bạn đời, bạn làm ăn, vân vân. Thì cái chướng ngại cho cái tình huynh đệ bạn bè mà gắn kết lâu dài đó là sự lừa dối. Nên là chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta đừng bao giờ mà gọi là gì ta, tính lợi về mình nhiều quá mà phải nghĩ đến người khác thì mình mới có tình sự sự lâu dài bền bỉ và tốt đẹp. Còn mình tính cái gì mình cũng tính lợi cho mình không mà mình không có nghĩ cả người khác thì như vậy khó có người bạn tốt chơi lâu bền bỉ. Người ta có tốt đi nữa mà mình lừa người ta một lần thôi là xong, vít lối
chặn đường luôn, chúng ta không có lối đi luôn. Thứ bảy, Asacha. Asacha ya kiriya bahu sacchasa paripanto. Là thứ bảy là không học tập là chướng ngại cho kiến thức. Nếu mà người nào ham không có ham học mà không chịu học rộng nghe nhiều thì đó là một cái chướng ngại cho cái sự hiểu biết, cho cái sự kiến thức, cho cái chuyên môn của mình. Cái này dễ thôi ha, ham chơi không ham học thì sao mình có được kiến thức. Thứ tám, Asu su sa aparibuddha panyaya paripantho, là không có nghe lời, không có nghe vâng lại, rồi không có chịu đặt những câu hỏi, thì như vậy là chướng ngại cho trí tuệ. Trí tuệ là sự hiểu biết, thì học rộng nghe nhiều để có kiến thức và không có lắng nghe. Ta kêu đàng làm nẻo, thầy giáo dạy như vậy thì là không có dễ dạy, ý là không dễ dạy, không có tuân thủ theo cái những gì mà thầy dạy. Rồi khi không hiểu thì không chịu hỏi han, không chịu nghiên cứu, thì như vậy đó là cái chướng ngại làm cho phát sanh trí tuệ. Thứ chín là Ananuyo vo abhacchave khana kammanam pari pantho. Không có chú tâm, tức là chú tâm là sự, ở đây Ananuyo vo là không, thiếu cái kinh nghiệm bằng thực hành, thiếu cái sự tập trung, thiếu cái chánh sự chú tâm và thiếu cái sự ứng dụng trải nghiệm thực hành thì như vậy, và không có sự quán sát phản chiếu, đó là chướng ngại cho các pháp. Pháp ở đây là những cái làm cho mình thành tựu được cái các pháp, pháp cao thượng, pháp cao thượng. Thì chúng ta học, chúng ta biết trên lý thuyết thôi, chúng ta không làm. Một bác sĩ mà chỉ học trên giấy thôi thì bác sĩ đó làm sao trị bệnh lâm sàng, làm sao là điều trị được, làm sao mà cầm dao mổ hoặc là làm cái gì. Một người rồi không có phản chiếu quán sát, mình học mình phải quán sát phản chiếu, mình phải suy xét nhiều mặt lắm, nên là mới thành tựu được cái pháp thành. Pháp thành ở đây tức là cái đạo quả, cái kết quả của công việc, của cái một cái hiểu biết, của một cái học tập. Cái tu học cũng vậy, cái thành tựu ở đây ví dụ như mà giáo pháp của Đức Phật rất là hay, rất là cao, cao siêu, rất là lợi ích, rất là thiết thực, nhưng mà mình nghe thôi mình không làm thì như vậy mình cũng không đạt được kết quả, mình không có sự an lạc, mình không phát sanh trí tuệ, mình không thành tựu được cái pháp giải thoát. Giống như là chiếc muỗng nó nằm trong một nồi canh thật là ngon thì cái muỗng nó đâu có nếm được vị canh. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta không có sự phản chiếu, không có sự ứng dụng, không có sự trải nghiệm sống với những gì chúng ta có thì chúng ta không đạt được những cái pháp vị. Và cuối cùng, Nicchāpatippatti Sagganaṃ Paripantho, tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Thiên giới sắc gà năng là cho cái thuộc về thiên giới tà hạnh, tức là mình làm điều sai trái, mình làm điều xấu ác thì khó sanh lên cõi trời, khó sống được sự hạnh phúc an lạc trong ngay kiếp sống này. Cõi trời tức là cõi thiên, cõi thiên từ cái điều thiện, từ cái điều tốt, từ cái sự an vui, từ cái phước báo mà có. Đó là những cái gì mà hôm nay chúng ta trong bài kinh Đức Phật giảng dạy trong Ime Sankho Bhikkhave Dasanang Dhammanang Itthanang. Này các tỳ kheo Bhikkhave này, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ái khó tìm được ở đời này, và 10 pháp này là những chướng ngại cho những 10 cái pháp khả ý khả ái này.
Đó là bài kinh mà chúng ta đã vừa mới nghiên cứu thôi, giờ này chúng cũng hết giờ. Và các bạn có ý có câu hỏi gì không? Các bạn có đặt câu hỏi gì thì chúng ta giơ tay cho biết. Qua bài kinh này thì mỗi chúng ta tự soi rọi lại coi mình được bao nhiêu pháp, một pháp, hai pháp hay cả 10 pháp, và pháp nào chưa được cố gắng làm cho được, pháp nào có rồi thì cố gắng phát triển làm cho nó lớn mạnh viên tròn, cho nó viên mãn. Đó là những gì mà chúng ta học, chúng ta ứng dụng để chúng ta sống với pháp, để an lạc giải thoát và viên lành giải thoát cho tương lai, trong những kiếp mai sau và đời này chúng ta cũng đã hưởng được cái pháp vị, chứ không phải chúng ta là những người nếm vị ngọt vị ngon của nồi canh, chứ không phải là cái muỗng nằm trong nồi canh không biết gì hết. Và nếu không có câu hỏi gì thì xin hồi hướng, chúng ta hồi hướng. Xin hồi hướng chắp tay hướng. Y đằng nô nha ti nằng ho tu sư ki ta hòn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng ho tu sư ki ta hòn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng ho tu sư ki ta hòn tu nha ta yô. Y đằng wa ta me pun nhang a sa wa kha ya wa hằng ho tu. Y đằng me pun nhang nipa na sa pa cha yo ho tu. Sa pe sa ta su ki ta hon tu. Phu ta sa sa nang chi răng tít tha tu. Sa-du, sa-du, sa-du. Recording stopped. Lúc tất cả lớp chúng ta được an vui. Chúng con kính tri ân sư cô.